Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên. Tập 13. Chương 121, Sức mạnh Trúc Long, Thần Ma Thân. Tấn Quốc Học Phủ, 620 đệ tử mới đều nằm dạp trên mặt đất, đều là bị đánh đến nằm bẹp. Dù là nam hay nữ, người bị thương nhẹ nhất là gãy mấy cái xương, người bị nặng nhất thì nửa người trên đều là máu, chính là thiên tài tu luyện Long Tượng Công kia. Người này tính tình hung hãn, lúc đầu còn đánh ngược trở lại, nhưng mà càng phản kháng thì càng bị đánh dữ dội hơn, đánh tới mức không dám đánh lại nữa, vì đến lúc này hắn đã hiểu, càng quật cường chỉ càng bị đánh nhiều hơn mà thôi. Trên lôi đài, Lý Nham nhìn đám học sinh nằm dưới đất, nở nụ cười hài lòng. Tấn Quốc Học Phủ có dược sư chuyên môn, những thương tích kiểu này cơ bản chả là gì cả, vài ngày là khỏi hẳn. Nhìn đám đệ tử mới nằm dạp dưới đất rên rỉ, Lý Nham chả hề có chút cảm giác có lỗi nào. Vì đây không phải là làm cho hả giận, mà là lập uy. Người đi vào được Tấn Quốc Học Phủ đều là người thông minh, đều là thiên tài các chốn. Trong số đó, nhất định sẽ có những kẻ tự cho mình là tài trí hơn người. Ngươi càng nói năng đàng hoàng với bọn họ sẽ càng cảm thấy ngươi là người dễ bị ăn hiếp. Nên bao nhiêu năm nay, phàm là đệ tử mới nhập môn thì đều phải bị đánh một trận, không bị đánh một trận sẽ vểnh hết đuôi lên trời. Nhìn đám đệ tử này, Lý Nham không khỏi nhớ lại cảnh năm đó mình bị đánh. Trên diễn võ trường, hơn 600 con người không ai nói gì cả, nhưng có rất nhiều đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm, rõ ràng là vô cùng không phục. Lý Nham cảm nhận được ý nghĩ ấy, hắn không hề thấy giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Các người không phục lắm đúng không? Lý Nham nhìn đám đệ tử mới, hỏi. Đám đệ tử mới bực bội, Lý Nham này rõ ràng đã biết mà còn cố hỏi. Làm thế này, có ai mà phục được? Vừa tới học phủ, đã phải đánh nhau với thế hệ trước. Chưa nói tới việc bị cảnh giới áp chế, dù không bị cảnh giới áp chế, thì không cho dùng pháp khí, không cho dùng đạo pháp, chỉ được dùng thể thuật, ai mà phục cho được. Đa phần không nói gì, nhưng ý tứ ở trong mắt rất rõ. Đúng thế, làm như vậy, ta rất không phục. Đương nhiên, cũng có một số ít người đáp trả. Không phải không phục, mà vô cùng không phục. Mấy chục người đánh một người, lấy lớn hiếp nhỏ, tính là cái gì? Có người không phục, nhìn Lý Nham, vẻ đầy oán hận. Bọn họ đều là thiên tài, thường ngày đều được mọi người vây quanh, tuy không phải chưa từng bị đánh, nhưng loại hiếp đáp nhục nhã như này thì chưa từng bị bao giờ. Lý Nham nở nụ cười, đám sư huynh thời ngũ đại cũng cười rộ lên. Các ngươi cười cái gì? Ta nói sai à? Nếu đơn đả độc đấu, dù cảnh giới không bằng các ngươi, nhưng ta vẫn phục, các ngươi có cảnh giới mạnh hơn chúng ta, hơn nữa còn đã học ở Tấn Quốc Học Phủ 10 năm. Vậy mà còn 10 người đánh một người, không có một chút phong phạm sư huynh nào hết, không có một chút khí phách Tấn Quốc Học Phủ nào hết. Người nọ nói, siết chặt nắm tay, cảm thấy rất là uất ức. Thật ra, không chỉ hắn, không ít người ở đây cũng có cùng suy nghĩ như thế. Chỉ là đa phần đều chọn im lặng không nói ra mà thôi, bây giờ đã có người lên tiếng trước, bọn họ mới cùng ào ào nói theo. Còn bảo là sư huynh cái gì, ngay cả đơn đả độc đấu cũng không dám, chỉ biết hùa nhau ăn hiếp đệ tử mới bọn ta. Muốn lập uy thì cứ việc, nhưng có cần phải làm như vậy hay không? Ta nhất định không bỏ qua việc này đâu. Từng tiếng nói thi nhau vang lên. Tiếng đệ tử mới phản đối càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to. Lý Nham quát to, câm miệng, quát một tiếng, tất cả âm thanh im bặt. Lý Nham không cười nữa, hắn lạnh lùng nhìn đám người kia. Những đệ tử mới bị hắn nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Ngu xuẩn, các ngươi tưởng bọn ta làm như vậy chỉ là để lập uy, đúng là ngu hết nói. Có phải các ngươi cảm thấy bọn ta lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ở Tấn Quốc Học Phủ, ít nhất vẫn còn giữ chút quy củ, ít nhất sẽ không làm tổn thương tới tính mạng của các ngươi. Nhưng nếu chờ tới một ngày, các ngươi gặp phải đệ tử ma giáo hoặc kẻ địch của mình, ta hỏi các ngươi, bọn chúng có nói quy củ với các ngươi không? Bọn chúng có chịu đánh một trận công bằng với các ngươi không? Lý Nham gằn từng chữ, dạy đám học trò mới.
Ta nghĩ có lẽ mấy hôm trước, sư huynh hướng dẫn các ngươi, Phương Lỗi sư huynh hẳn đã nói với các ngươi rồi. Tấn Quốc học phủ không phải nơi dạy các ngươi tu hành, không phải nơi dạy các ngươi thần thông đạo thuật. Tấn Quốc học phủ là nơi dạy các ngươi làm sao trở thành một thiên tài hợp cách thật sự. Đa số trong các ngươi có xuất thân không tầm thường, là thiên tài của các châu, từ nhỏ đã quen được mọi người vây quanh, lúc nào các ngươi cũng có một suy nghĩ đáng ghét rằng mình ưu việt hơn người khác. Nhưng trong mắt các thiên tài chân chính, cái thứ ưu việt mà các ngươi biểu hiện ra ngoài kia chỉ làm cho người ta buồn nôn, làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Đừng mang cái dáng vẻ lúc ở tông môn kia mà dùng ở học phủ, các ngươi phải hiểu Tấn Quốc học phủ là một thế giới mới. Ở nơi này, chỉ cần phù hợp quy củ, các ngươi muốn làm cái gì thì làm, muốn giở trò gì thì giở trò, muốn đánh nhau cứ việc đánh nhau, muốn kéo bè kết phái cứ kéo bè kết phái. Hiện giờ các ngươi đang rất không phục chứ gì. Vậy thì hãy ghi nhớ cho thật kỹ dung mạo của bọn ta, sau này cứ tha hồ tới tìm bọn ta mà gây sự, cứ việc canh lúc bọn ta lạc đàn mà tấn công, mà báo thù. Nhưng đừng để bọn ta phát hiện ra, bởi vì nếu để bọn ta biết được, bọn ta sẽ trả đũa lại đó. Ở nơi này, không có gì công bằng hay không công bằng. Không có quan tâm tới xuất thân, ở Tấn Quốc học phủ, địa vị, quyền lợi của tất cả mọi người đều phải do chính mình đi giành lấy. Hiểu chưa? Lý Nham nói luôn một tràng, dõng dạc, lạnh lùng. Đám đệ tử ngũ đại xung quanh hắn cũng vô cùng nghiêm túc. Đúng thế, Tấn Quốc học phủ không giống như học phủ bình thường. Hơn 600 học sinh mới đều bối rối, chỉ có một số rất nhỏ trong số họ là có biết một chút về phong cách này của Tấn Quốc học phủ. Vì trong suy nghĩ của phần lớn mọi người, Tấn Quốc học phủ phải là một nơi vô cùng nghiêm túc, tôn sư trọng đạo, nhân nghĩa đạo đức, đại quốc khí phái. Không ai ngờ, Tấn Quốc học phủ lại quái dị như vậy. Nhưng, lần này đích thực là lập uy, mà các ngươi may lắm đấy, ít nhất là hơn 600 người các ngươi cùng bị đánh một lúc với nhau. Bình thường, mỗi lần Tấn Quốc học phủ tuyển sinh, đều sẽ xuất hiện hai nhóm người, một nhóm đầu rất đông, nhóm thứ hai rất ít, là những kẻ được tuyển chọn đặc biệt. Các ngươi yên tâm, những đệ tử tới vào nhóm sau cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ giống các ngươi. Đến lúc đó là mấy trăm sư huynh đánh tơi bời chỉ vài người mới, bọn họ mới là thê thảm. Lý Nham nói, giọng đầy vẻ các ngươi may lắm đó. Sư huynh, thời gian tuyển sinh của Tấn Quốc học phủ đã kết thúc, những người sau mà vào chẳng phải đều là thiên tài trong thiên tài hay sao, lỡ các ngươi đánh không lại thì sao? Có người đang nằm trên mặt đất, không nhịn được hỏi. Ha 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 ha, tiểu tử này điên rồi hử. Đánh không lại, ha 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 ha. Đám sư huynh ngũ đại đều cười rộ lên. Nhất là Lý Nham, hắn vừa cười, vừa đáp lại đầy tự tin. Ngươi yên tâm, từ khi Tấn Quốc học phủ mở đến bây giờ, chưa từng có một đệ tử mới nào mà chưa từng bị đánh. Huống hồ 100 sư huynh đánh không lại, vậy thì tất cả ngũ đại sẽ cùng tiến lên. Nếu tất cả ngũ đại sư huynh đều đánh không lại, vậy thì sư huynh tứ đại đến đánh, sư huynh tứ đại đánh không lại, sư huynh tam đại sẽ ra tay. Nếu sư huynh tam đại đánh không lại, vậy thế hệ sư huynh nhị đại sẽ tiếp nối, nếu thế hệ nhị đại sư huynh cũng đánh không lại, thì sư huynh nhất đại đến đánh. Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, học phủ chúng ta, hiện nay sư huynh nhất đại chỉ còn có 3 người, và đều là tu sĩ kim đan đại viên mãn, dù chỉ là vật lộn, nhưng chẳng lẽ một tu sĩ trúc cơ lại có thể đánh thắng tu sĩ kim đan? Nếu có người có thể đánh thắng, Lý Nham ta sẽ dùng lưỡi liếm sạch toàn bộ diễn võ trường này. Lý Nham cười lớn nói, nhưng mọi người nghe lời nói của hắn, chỉ cảm thấy thật là vô sỉ. Thời ngũ đại đánh không lại thì tới tứ đại đánh không lại thì kéo tam đại, cứ thế suy ra, cái trò này đúng thật là khó giải. Chủ yếu nhất là, những sư huynh này ai cũng siêu vô lại, quả thực là không thèm nói quy củ, nói công bằng. Ăn hiếp các ngươi đấy thì sao? Không phục thì đánh ta đi. Cứ như vậy, tiết học đầu tiên dành cho đệ tử mới của Tấn Quốc cứ thế mà kết thúc. Cùng lúc đó, sau núi Thanh Vân Đạo Tông, một tiếng rồng ngâm trầm trầm vang lên. Tiên khiếu trúc long thứ 36 đã được đả thông. Giống, tiếng rồng ngâm âm vang trong đầu Diệp Bình. Sau đó, một thiên phú thần thông cũng xuất hiện trong đầu hắn. Trúc long cổ ấn. Chương 122, khí huyết như lô, thân thể như rồng. Trúc long cổ ấn, đây là thiên phú thần thông lấy được sau khi đả thông tiên khiếu trúc long thứ 36. Môn thần thông này
có thể ngưng tụ sức mạnh trúc long, đánh ra trúc long cổ ấn, chấn giết kẻ địch, ngưng tụ sức mạnh trúc long gia trì cho bản thân, tăng cường thực lực. Nhưng khi gia trì cho bản thân, sẽ cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. May là Diệp Bình bây giờ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi pháp lực mà thôi. Hôm nay, 36 trúc long tiên khiếu đều đã mở, không chỉ được nhận thiên phú thần thông, mà hiệu quả của tiên khiếu cũng tăng lên không ít. 36 trúc long tiên khiếu mở ra, tốc độ tu luyện không phải chỉ là tăng lên 36 lần mà thôi. Diệp Bình cảm ngộ một phen, bây giờ, cứ mỗi một canh giờ, 36 đạo trúc long tiên khiếu sẽ hấp thu lượng linh khí tương đương với 36 lực công đức. Nói cách khác, mình chẳng cần làm gì hết, cứ sau 12 canh giờ mỗi ngày, mình cũng có 432 lực công đức. Mà đó là không làm gì đấy nhé, chứ còn nếu chủ động ngồi xuống tu luyện, vậy thì lượng linh khí thu được có thể tăng lên tới gấp đôi. Nói cách khác, một ngày ngồi xuống tu luyện, tương đương thu được 800 lực công đức. Dù chẳng là gì so với độ hóa trăm vạn oan hồn, nhưng mà không phải hôm nào cũng gặp cơ hội độ hóa trăm vạn oan hồn được. Một ngày 800 đạo công đức, tích lũy qua thời gian, 10 ngày là 8.000, 100 ngày 80.000, 1 năm là hơn 300.000 lực công đức. Mà đó mới chỉ là đả thông 36 tiên khiếu trúc long, nếu đả thông 3.000 tiên khiếu thì sao? Không dám tưởng tượng, Diệp Bình nhanh chóng kiểm tra lượng lực công đức trong người. Còn thừa được một ít, hắn không định giữ lại chút nào cả, mang đi luyện thần ma thân thôi. Hôm nay cảnh giới đã có, trúc long tiên khiếu đã đả thông 36 cái, chỉ còn thể chất là chưa luyện. Lần này xuống núi, Diệp Bình đã cảm nhận được sâu sắc rằng khi không biết ngự kiếm thuật, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp của cơ thể thì tốc độ của hắn cũng khá là nhanh. Hơn nữa rèn luyện thân thể có rất nhiều chỗ có ích, dù sao không thể nào lúc nào cũng là mình đánh người ta mà không bị người ta đánh, đúng không? Trong Thanh Châu Phong Vân Thu có ghi rằng trên thế gian này có một vài nơi là nơi vô linh, không có linh khí, hơn nữa còn phong tỏa linh khí trong cơ thể của tu sĩ, khiến không dùng được pháp lực. Nên rất nhiều thiên tài đều chọn rèn luyện thân thể, đương nhiên bình thường những người rèn luyện thân thể đều là thiên tài. Còn tu sĩ bình thường chỉ là luyện để cường thân kiện thể, dù sao có nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì thì đi rèn luyện thân thể thôi. Diệp Bình chẳng những có thời gian mà còn có pháp môn luyện thể vô thượng, đương nhiên sẽ không lãng phí. Dù sao học nhiều cũng luôn có ích. Diệp Bình lập tức bắt tay vào rèn luyện thái cổ thần ma thân. Hắn nhắm mắt lại, nhìn vào thần ma pháp tướng. Sau đó, chuyển hết lực công đức còn sót lại, khoảng chừng 1/4 so với ban đầu, chuyển hết thành linh khí. Dưới sự hỗ trợ của 36 trúc long tiên khiếu, tốc độ luyện hóa hiện giờ cực nhanh, hơn nữa vì đã tới trúc cơ cảnh, khả năng tích trữ linh khí trong cơ thể Diệp Bình cũng đã tăng lên rất nhiều. Nên không cần tốn quá nhiều thời gian. Oanh! Oanh! Âm thanh rèn sắt vang dội như sấm rền vang lên. Nhưng âm thanh rèn luyện này chỉ có một mình Diệp Bình nghe thấy, chỉ có người tu luyện mới có thể nghe được. Lấy sức mạnh của trời, hóa thành thần chùy, gõ vào thân thể, bài xích tạp chất, dần đến hoàn mỹ. Lấy sức mạnh của đất, hóa thành thần lô, rèn luyện thân thể, khí huyết hỏa lò, thân thể như rồng. Đây chính là thiên chùy luyện, nhờ cảnh giới đã tăng lên và còn có trúc long tiên khiếu. Mà tốc độ rèn thân của Diệp Bình cũng càng lúc càng nhanh. Sau 3 ngày 3 đêm, cơ thể Diệp Bình ngưng tụ ra một hỏa lò đỏ rực, sau đó một tiếng rồng ngâm vang lên. Đây là biểu tượng của khí huyết như lô, thân thể như rồng. Diệp Bình đã hoàn thành 18 lần tôi thể, tiểu thần ma thân đã luyện thành viên mãn. Lúc này, khí huyết của hắn vô cùng dồi dào mạnh mẽ, trong mắt các tà tu, Diệp Bình chói mắt chẳng khác gì một vầng mặt trời, thân thể như man long, mạnh tới mức đáng sợ. Nhưng tiểu thần ma thân viên mãn rồi thì lực công đức trong người cũng đã xài sạch sẽ. Thậm chí lượng linh khí thiên tiên phỉ thúy cổ hồ lô ngưng tụ được cũng bị dùng hết sạch. Tiểu thần ma thân viên mãn, Diệp Bình mở mắt. Khác với lúc đạt tới trúc cơ cảnh, thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, có một cảm giác rất mạnh rằng thân thể trở nên chắc chắn vô cùng, hơn nữa khí lực trong người còn có sự biến hóa. Nhưng cụ thể mạnh hơn bao nhiêu thì Diệp Bình không rõ lắm, phải tìm người luyện thử mới biết được. Nếu đại sư huynh ở đây thì hay biết mấy. Diệp Bình thật nhớ đại sư huynh. Hắn đưa mắt qua, nhìn phỉ thúy cổ hồ lô bên cạnh. Không hiểu sao, Diệp Bình chợt có cảm xúc muốn cầm hồ lô đập vào mình một phát thử xem cơ thể mình mạnh tới mức nào. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn lại thôi. Dù sao đây cũng là cổ khí,
lỡ mình tự đánh giá mình cao quá, vậy thì nguy to. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, trong núi Thanh Vân, Vương Trác Vũ đang chỉnh trang lại y phục, mỉm cười với tấm gương, đang luyện tập dáng cười. Qua ít ngày nữa, hắn sẽ đi tham dự kỳ kiểm tra trung thẩm trận pháp sư. Vương Trác Vũ định trước khi đi thi, sẽ đi dạy trận đạo cho Diệp Bình. Vì tới khi mình dự thi xong, mình đã trở thành một trận pháp sư chính thức, tới lúc đó e là không còn thời gian đi dạy Diệp Bình trận pháp nữa. Một trận pháp sư hợp cách nếu gặp may, thì ngày nào cũng sẽ rất bận, phải đi bố trí trận pháp cho người ta, thậm chí có lúc còn không có thời gian để thở, nên Vương Trác Vũ mới định dạy Diệp Bình trước khi đi thi. Về phần Diệp Bình có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem vận may của hắn. Cốc cốc, Vương Trác Vũ còn đang luyện cười thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Vương Trác Vũ mở cửa phòng, nhìn thấy một người quen. Nhị sư huynh, Hứa Lạc Trần. Là Lạc Trần sư huynh, sao huynh tới đây? Vương Trác Vũ kinh ngạc, không ngờ nhị sư huynh lại tới tìm mình. Ngoài cửa, dáng vẻ và khí chất của Hứa Lạc Trần đã hoàn toàn thay đổi. Hứa Lạc Trần ngày xưa lúc nào cũng mang ý cười dịu dàng ôn hòa, như hôm nào cũng có chuyện vui vẻ. Còn Hứa Lạc Trần hôm nay, chân mày rũ xuống, ánh mắt vô thần, như gặp phải một đả kích chí mạng nào đó, nhìn cực kỳ u buồn. Vương Trác Vũ rất ngạc nhiên. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nhị sư huynh luôn lạc quan lại trở nên chán chường như vậy. Có thời gian trò chuyện vài câu không? Hứa Lạc Trần lên tiếng, giọng trầm buồn, làm người ta tự nhiên cảm thấy đáng thương. Sư huynh mời nói. Vương Trác Vũ vội mời Hứa Lạc Trần vào trong phòng, rồi đóng cửa phòng lại. Lạc Trần sư huynh, huynh làm sao vậy? Cảm thấy dạo này cứ như huynh thay đổi thành người khác vậy. Vương Trác Vũ rót cho Hứa Lạc Trần một ly trà, giọng đầy tò mò. Nhưng Hứa Lạc Trần không uống trà, mà nhìn Vương Trác Vũ hỏi, Trác Vũ, đệ định đi dạy tiểu sư đệ trận pháp phải không? Hứa Lạc Trần hỏi thẳng, đúng vậy, thì sao? Vương Trác Vũ tò mò, sư huynh chỉ điểm sư đệ không phải là chuyện bình thường à? Trác Vũ, sư huynh khuyên đệ đừng đi. Hứa Lạc Trần từ từ nói, hắn muốn khuyên Vương Trác Vũ. Nhưng Vương Trác Vũ không đồng ý. Lạc Trần sư huynh, ta biết tư chất của tiểu sư đệ rất không tốt, nhưng không thể chỉ vì tư chất kém mà mặc kệ tiểu sư đệ được. Lạc Trần sư huynh, huynh tự hỏi lòng mình đi. Chẳng lẽ tư chất của chúng ta tốt lắm hay sao? Nói lời khó nghe, nói thí dụ đại sư huynh, tư chất của huynh ấy có tốt không? Vậy mà trưởng môn có mặc kệ chúng ta không? Lạc Trần sư huynh, không phải sư đệ giáo huấn huynh, nhưng mà làm sư huynh, chúng ta nhất định phải có sự bao dung rộng lượng. Vương Trác Vũ nói với giọng cực kỳ nghiêm túc và cao thượng. Nhưng Hứa Lạc Trần chỉ nhìn hắn một cách hờ hững. Chờ hắn nói xong, Hứa Lạc Trần mới nói, nhưng nếu tiểu sư đệ là thiên tài thì sao? Hứa Lạc Trần hỏi. Vương Trác Vũ hết hồn. Hở? Ngươi nói cái gì? Thiên tài? Vương Trác Vũ sửng sốt. Hắn không hiểu Hứa Lạc Trần là có ý gì. Vương Trác Vũ ho một cái, đáp. Là thiên tài thì tốt, thành thiên tài sẽ làm sư phụ nở mày nở mặt, nói ra sẽ càng có mặt mũi. Rõ ràng Vương Trác Vũ không hiểu được ý Hứa Lạc Trần muốn nói. Nếu hắn là loại thiên tài, dù dạy hắn cái gì, cũng chỉ trong vòng một ngày là đã vượt qua đệ cố gắng mấy chục năm thì sao? Hứa Lạc Trần tiếp tục hỏi. Vậy thì càng tốt. Có thể tự mình chỉ điểm ra một thiên tài tuyệt thế là vinh hạnh của ta, Lạc Trần sư huynh, sư phụ nói không sai, huynh đúng là không chịu nổi dù chỉ là đả kích nho nhỏ. Là thiên tài tốt, là thiên tài tuyệt thế thì càng tốt, loại người như chúng ta mà chỉ điểm ra được một thiên tài tuyệt thế, để hỏi huynh, chúng ta có thiệt thòi gì không? Trong vòng một đêm vượt qua chúng ta mấy chục năm nỗ lực, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Để hỏi huynh, Lạc Trần sư huynh, chẳng lẽ trong thiên hạ này ngoài tiểu sư đệ thì không còn thiên tài nào khác? Huynh nghĩ thử xem, nếu loại thiên tài này thuộc về nhà người khác, huynh thấy người ta, huynh có tức giận không? Vậy sao thiên tài này là của tông môn chúng ta, huynh lại giận? Có câu một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nếu quả thật tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế, chúng ta đều sẽ được thơm lây. Huynh không phải ganh tị với tiểu sư đệ đó chứ? Vương Trác Vũ vốn chẳng hề tin Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế. Hắn chỉ là cảm thấy Hứa Lạc Trần không giỏi thì cũng đừng kéo người khác cùng xuống kém với mình. Nếu Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế,
Vậy tại sao đại sư huynh dạy Diệp Bình kiếm đạo mà ngày nào cũng vô cùng vui vẻ? Chỉ có một mình ngươi là u sầu không chịu nổi. Nói tới nói lui, chả phải do ngươi ích kỷ, không chịu nổi thấy người khác tốt hơn mình hay sao? Vương Trác Vũ nghĩ vậy. Được rồi, Lạc Trần sư huynh, trời không còn sớm, ta phải đi tìm tiểu sư đệ, huynh cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Trác Vũ nói xong, đứng dậy bỏ đi. Trong phòng, Hứa Lạc Trần ngây người. Qua thật lâu sau, Hứa Lạc Trần chợt vỗ đùi, thì thào. Đúng vậy, tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế, đây không phải chuyện tốt hay sao? Sao mình cứ phải u sầu cả ngày làm gì? Hắc, mình hiểu rồi. Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Quy 3, chương 123, sư huynh bố trí một trận pháp, xem đệ có phá giải được hay không. Sau núi Thanh Vân, ánh mặt trời ấm áp tỏa lên người, Vương Trác Vũ nở nụ cười tươi tắn. Hắn hoàn toàn không hề để ý những lời nhị sư huynh Hứa Lạc Trần vừa nói với mình. Thậm chí hắn còn nghĩ, chính vì nhị sư huynh không có kiên nhẫn, không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, nên mới bị tiểu sư đệ làm cho tức giận. Nhưng lại không dám làm nghịch ý trưởng môn, nên mới cứ mãi rầu rĩ không vui, hôm nay cố ý tới tìm mình. Chính là muốn dụ lừa mình để mình đừng đi dạy cho tiểu sư đệ, không thôi lỡ mình dạy được, càng làm lộ rõ huynh ấy vô năng. Vương Trác Vũ đột nhiên cảm thấy, cả tông môn, đại sư huynh là một phế vật, trông thì ngon mà không dùng được. Sau này khó có thể kế thừa sự nghiệp, nhị sư huynh ích kỷ hẹp hòi, lại còn không chịu nổi đả kích, dễ ghi hận. Lão tứ lão ngũ thì khỏi nói, thường xuyên không thấy bóng dáng. Đâu, đại sư tỷ thì khỏi bàn, khó thành châu báu, tiểu sư muội thì còn quá nhỏ, hơn nữa cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khó mà nhận nổi chức vị trưởng môn. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chẳng còn ai có thể kế thừa chức trưởng môn. Hít, vậy chả phải chỉ còn có một mình ta sao? Vương Trác Vũ nhíu mày, nhưng ta không muốn làm trưởng môn. Vương Trác Vũ không muốn làm trưởng môn, hắn chỉ thích sống một cuộc sống đơn giản mà thôi. Nhưng lỡ sư phụ bắt ta phải làm thì sao? Lỡ người quỳ xuống trước mặt ta cầu ta làm trưởng môn thì sao? Nếu đồng ý, thì ta không muốn, nếu không đồng ý, thì chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao? Dù sao một ngày làm sư phụ cả đời làm cha mà. Ai? Được rồi, chờ tới lúc đó đi rồi tính. Nếu quả thực trong tông môn không còn ai có thể ủy thác trách nhiệm, thì lão tam ta đành cố mà chấp nhận vậy. Ai? Vương Trác Vũ à, Vương Trác Vũ, ngươi quá hiền lành mà. Vừa nghĩ vừa đi về phía sau núi Thanh Vân. Trong lòng Vương Trác Vũ vô cùng thú vị. Đúng lúc này, bỗng có tiếng Diệp Bình vang lên làm hắn hồi thần. Vương sư huynh, huynh tới rồi. Diệp Bình không ngờ tam sư huynh Vương Trác Vũ lại tới. Nhưng Diệp Bình biết, lần này Vương sư huynh tới đây nhất định là để truyền thụ cho mình trận pháp chi đạo. Ừ, Vương Trác Vũ hồi thần, nhìn Diệp Bình, ánh mắt đầy hài lòng. Không thể không nói, Diệp Bình có tướng mạo vô cùng được, làm người ta có một cảm giác hiền hòa tự nhiên, dễ chịu. Tiểu sư đệ, ít ngày nữa sư huynh có việc quan trọng phải đi giải quyết, nên định trước khi đi, tới dạy cho đệ trận đạo vô thượng. Nhưng tiểu sư đệ, vì việc sư huynh phải đi giải quyết là rất quan trọng, nên học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của đệ. Vương Trác Vũ nói thẳng, khoảng chừng 10 ngày nữa, hắn sẽ phải xuống núi tham gia kỳ thi trung thẩm, nên chỉ có 10 ngày để truyền thụ trận pháp chi đạo cho Diệp Bình. 10 ngày, đương nhiên theo Vương Trác Vũ là không thể đủ, vì hắn không hề nghĩ Diệp Bình là thiên tài. Nói một câu khó nghe. Theo Vương Trác Vũ, trận đạo vô cùng tinh diệu, hơn nữa cực kỳ rườm rà, kiếm đạo và đan đạo không thể nào so sánh được. Kiếm đạo và đan đạo, chỉ cần có tay là được. Nhưng trận pháp chi đạo thì không, nó dính đến rất nhiều thứ. Quả thực không phải chỉ có tay là được. Đa tạ Vương sư huynh, sư đệ nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không làm sư huynh thất vọng. Diệp Bình rất hứng thú với trận pháp, nên đầy chờ đợi. Ngồi đi. Vương Trác Vũ ngồi bệt luôn xuống đất. Diệp Bình liền ngồi xuống theo. Hai người ngồi đối diện với nhau, Vương Trác Vũ nói. Tiểu sư đệ, hồi trước sư huynh có đưa cho đệ một quyển tâm đắc về trận pháp, đệ còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Có lĩnh ngộ được gì không? Vương Trác Vũ bình tĩnh hỏi. Hồi sư huynh, lĩnh ngộ được một ít,
nhưng mà ít lắm. Diệp Bình suy nghĩ một chút, trả lời. Vương Trác Vũ sững sờ. Thứ ta viết bậy mà ngươi cũng lĩnh ngộ, ra được một ít. Ngươi hù ta, sao cái tốt thì không học, lại đi học cái thứ hư hỏng này. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đúng là kết cục khi đi theo Tô Trường Ngự. Vương Trác Vũ thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh nói. Tâm đắc hôm đó là sư huynh ngẫu nhiên viết ra, để lĩnh ngộ ra một chút, coi như cũng có ngộ tính, tiếp theo sư huynh sẽ dạy đệ trận pháp chi đạo thật sự. Nói đến đây, đôi mắt của Vương Trác Vũ trở nên sáng ngời có thần, hắn nói. Cái gọi là trận pháp chi đạo, rất huyền diệu khó mà giải thích, chủng loại trận pháp là nhiều vô số kể, và lại tác dụng của trận pháp là vô cùng vô tận. Thí dụ như nói, có người từng khắc trận pháp lên cơ thể mình, hóa mình thành trận khí, giết địch chỉ bằng một ý niệm. Cũng có người khắc trận pháp vào trong pháp khí, tăng cường uy lực của pháp khí. Không ai nói rõ được diệu dụng của trận pháp, nhưng dù bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể dùng trận pháp. Tiểu sư đệ, đệ mới bắt đầu học về trận pháp chi đạo, ta đưa đệ bản trận pháp bách khoa toàn thư này. Trong này ghi chép những thông tin trụ cột nhất của trận pháp chi đạo, ngày thường lúc không có chuyện gì làm, thì lấy ra mà xem. Vương Trác Vũ lấy ra một quyển sách rất dày, đưa cho Diệp Bình. Quyển sách này cực kỳ dày, mở đại ra một trang, là cỡ chữ nhỏ nhất, liếc mắt nhìn qua cuốn sách này, ít nhất cũng phải có hơn 100.000 chữ. Đa tạ sư huynh, Diệp Bình cảm kích nói, tiểu sư đệ, để đệ hiểu rõ, trận pháp mạnh như thế nào, bây giờ sư huynh sẽ bố trí một khốn trận, để đệ được cảm ngộ thử, chịu không? Vương Trác Vũ hỏi, hôm nay hắn tới đây, là đã chuẩn bị kỹ càng, thứ nhất là cho Diệp Bình bách khoa toàn thư trụ cột trận pháp. Thứ hai là trình diễn sở trường của mình cho tiểu sư đệ xem, để tiểu sư đệ biết thế nào là một trận pháp đại sư. Được, chỉ cần sư huynh đừng bố trí trận pháp quá mạnh là được. Nghe thấy Vương Trác Vũ muốn đích thân bố trí trận pháp, Diệp Bình lập tức gật đầu, hắn chỉ sợ mỗi một việc là Vương Trác Vũ bố trí trận pháp mạnh quá, sợ hắn không chịu được. Yên tâm, sư huynh tự có chừng mực, hơn nữa sư huynh chỉ bố trí một khốn trận để thử xem thiên phú trận pháp của đệ mà thôi. Vương Trác Vũ nói như thế, hắn lấy ra một hộp gỗ từ trong tay áo, trong hộp có 4 cây châm rất nhỏ. Đây là trận khí của Vương Trác Vũ, loại trận khí vô cùng tiện dụng và thông thường. Trận, Vương Trác Vũ khẽ nói, đánh mấy đạo pháp lực vào 4 cây châm. Một khắc sau, 4 cây châm bay ra cắm xung quanh, tạo thành một hình vuông, mỗi cây châm cách nhau 5 thước. Vương Trác Vũ liền đứng dậy, lùi ra khỏi trận, nói, tiểu sư đệ, đệ nhắm mắt lại, chờ một nén nhang sau hãng mở mắt ra. Vương Trác Vũ nói, thật ra trận pháp hắn bố trí chỉ là một mê tung trận cỡ nhỏ, nếu không nhắm mắt sẽ dễ dàng nhìn ra kẽ hở, nên hắn mới bảo Diệp Bình phải nhắm mắt. Vì lỡ để bị Diệp Bình nhìn thấu, thì xấu hổ lắm. Dạ, Diệp Bình đáp, nhắm mắt lại. Vương Trác Vũ không ngừng đánh pháp quyết. Một nén nhang sau, mê tung trận cỡ nhỏ đã bố trí xong, đầu Vương Trác Vũ đầy mồ hôi. Mê tung trận là trận pháp hắn am hiểu nhất, sở trường nhất, mấy ngày nữa xuống núi dự kiểm tra, hắn cũng định sẽ dùng mê tung trận để dự thi. Tiểu sư đệ, mở mắt được rồi. Vương Trác Vũ mở miệng. Ánh mắt hắn đầy tự tin. Loại trận pháp này, nhớ năm đó trưởng môn không phá được. Hắn không tin, Diệp Bình có thể phá được mê tung trận của mình. Trong trận, Diệp Bình mở mắt. Xung quanh hắn, toàn là xương trắng, che khuất tầm mắt hắn. Vương Trác Vũ ở ngoài trận, nói, tiểu sư đệ, có 3 phương pháp phá trận, đệ từ từ nghe ta nói. Phương pháp thứ nhất là tìm được vị trí của trận khí, phá hỏng nó, hoặc rời vị trí của nó sang chỗ khác, trận sẽ tự sụp đổ. Nhưng bình thường những cao thủ trận pháp đều luôn để ý tới trận khí, điều khiển chúng thiên biến vạn hóa nên độ khó không thấp. Phương pháp thứ hai là lấy trận phá trận. Phương pháp này cực kỳ khó khăn, chính là bố trí trận pháp của đệ ở bên trong trận pháp của người khác. Dùng trình độ trận pháp cao cường của mình gây ảnh hưởng tới trận khí của kẻ địch, thậm chí lợi dụng trận khí của kẻ địch, đảo khách thành chủ. Phương pháp thứ ba là cảm nhận trận pháp, tránh khỏi trận vị. Nói ví dụ mê tung trận này, có sinh lộ và tử lộ, bước nhầm vào tử lộ, đệ sẽ không bao giờ ra khỏi trận được, nhưng nếu bước chúng vào sinh lộ, đệ sẽ thoát ra khỏi trận rất dễ. Ngoài ra còn một phương pháp phá trận nữa, đơn giản nhất nhưng cũng khó khăn nhất, đó là lấy lực phá trận.
để cảm nhận được vị trí của trận khí, thi triển đạo pháp hoặc dùng thần thông phá hủy trận khí, như vậy trận pháp cũng sẽ tự sụp đổ. Điểm chính của bốn phương pháp phá trận này, đa phần đều là phải tìm ra trận khí trước. Một người có thiên phú trận pháp hay không thì phải xem hắn có cảm nhận được trận khí hay không. Tiểu sư đệ, những gì cần nói sư huynh đều đã nói, đệ cứ từ từ phá trận, nhưng nhất định không được gấp gáp vội vã, vì càng vội sẽ càng thấy khó. Vương Trác Vũ còn đang lải nhải hướng dẫn. Từ trong trận pháp, một bóng người đi ra, là Diệp Bình. Vương Trác Vũ hỏi chấm. Chương 124, ta không nghe, ca phải báo thù cho ta. Nhìn Diệp Bình đi ra khỏi trận pháp, Vương Trác Vũ ngơ ngác. Hắn không ngờ, mê tung trận mình đầy tự tin bố trí, mà Diệp Bình thoát khỏi dễ dàng như vậy. Không hợp lý, ngươi giở trò. Vương Trác Vũ thật sự bối rối. Hắn không ngờ Diệp Bình phá được mê tung trận của mình. Tuy mê tung trận không phải là trận pháp vô cùng lợi hại, nhưng nếu gặp phải người không hiểu trận pháp thì không thể nào phá được, không thể vây cả đời, nhưng ít nhất cũng dư sức nhốt 10 ngày nửa tháng. Thế mà chưa tới nửa khắc, Diệp Bình đã nghênh ngang đi ra. Con mẹ nó rất không hợp thói thường. Sao đệ thoát ra được? Trông thấy Diệp Bình đi tới, Vương Trác Vũ hồi thần, nhìn Diệp Bình đầy nghi hoặc. Hồi sư huynh, sư đệ dựa vào văn lạc của trận khí, tìm ra sinh môn, rồi đi ra. Diệp Bình trả lời với vẻ vô cùng đương nhiên. Vừa rồi, chỉ vừa mở mắt, hắn đã nhìn ra trận khí ở chỗ nào ngay, sau đó căn cứ vào vị trí của trận khí, suy diễn một chút, liền nhìn thấy trận văn. Thấy được trận văn thì rất dễ tìm ra sinh môn, nên mới ra khỏi trận nhanh như vậy. Nhưng Diệp Bình vô thức cho rằng đây là Vương sư huynh đang cố ý nhường mình. Dù sao đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, không phải là chiến đấu thật sự, đương nhiên sẽ không bố trí trận pháp gì rất mạnh để đối phó mình. Vương Trác Vũ kinh ngạc, không biết tại sao, trong đầu hắn chợt hiện ra lời nhị sư huynh và mình đã nói với nhau. Tiểu sư đệ là một thiên tài tuyệt thế. Không đúng, không đúng. Phá được trận không có nghĩa là thiên tài tuyệt thế. Mê tung trận không phải là trận pháp gì rất khó, có lẽ là do may mắn mà thôi. Mình phải thử lại lần nữa. Vương Trác Vũ không tin, một nơi như Thanh Vân Đạo Tông mà có được một thiên tài tuyệt thế. Hắn không tin, căn bản không tin. Hơn nữa Diệp Bình phá được trận, không có nghĩa Diệp Bình là thiên tài, phá được trận có rất nhiều nhân tố. Nhưng muốn chứng minh Diệp Bình có phải thiên tài hay không, rất đơn giản. Chính là bảo Diệp Bình bày trận cho mình xem. Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ lập tức nói. Không ngờ sư đệ quả thật có thiên phú, vậy sư huynh sẽ không dùng cách thức bình thường để dạy đệ nữa. Đệ thử bố trí một trận pháp cho sư huynh nhìn xem. Vương Trác Vũ nói, bày trận. Nhưng mà sư huynh, hiện giờ đệ chỉ biết mỗi trận pháp thời gian thôi, không biết trận pháp nào khác hết. Diệp Bình thành thật trả lời, hiện giờ hắn mới chỉ biết đúng một loại trận pháp thôi à, trận pháp thời gian. Vương Trác Vũ lại sững ra, là cái lần trước huynh dạy đệ đó. Thấy Vương Trác Vũ có vẻ không hiểu, Diệp Bình liền giải thích. Vương Trác Vũ hết hồn, ta dạy mi trận pháp thời gian hồi nào? Khoan đã, Vương Trác Vũ nhanh chóng nhớ ra, hắn im bặt. Hắn không biết Diệp Bình nói là thật hay giả. Vì càng nói càng quá mức, không hợp thói thường. Từ một quyển tâm đắc ta viết bậy viết bạ, mà mi cũng nắm giữ được trận pháp thời gian. Mi đã có bổn sự này, sao còn muốn ta dạy mi làm gì? Không bằng mi tới dạy ta đi. Vương Trác Vũ hồi thần, hít sâu một hơi, hắn mặc kệ Diệp Bình có biết trận pháp thời gian hay không, chỉ vào trận pháp trụ cột Bách Khoa Toàn Thư, nói. Thế này đi, sư huynh mới đưa cho đệ Bách Khoa Toàn Thư trận pháp trụ cột, có 12 loại trận đồ khác nhau, đệ tự mình nghiên cứu cho tốt. Chờ đệ nghiên cứu xong, sư huynh lại tới tìm đệ, xem thiên phú của đệ. Vương Trác Vũ nói, không biết trận pháp khác cũng không sao cả, dù sao trong Bách Khoa Toàn Thư trận pháp trụ cột có 12 loại trận pháp, tùy tiện học một loại, để nhìn xem thiên phú ra sao. Cũng được. Dạ sư huynh. Diệp Bình nhẹ gật đầu, hắn mừng rỡ. Bây giờ mà bảo mình bày trận, đương nhiên là không được. Chỉ biết có mỗi một cái, chẳng bằng học thêm mấy cái, như thế mới dễ giúp tam sư huynh đánh giá được. Vậy được, Diệp sư đệ, đệ coi sách thật kỹ, chờ mấy ngày nữa sư huynh lại tới tìm đệ. Nói xong, Vương Trác Vũ định rời đi,
để Diệp Bình lại một mình tha hồ nghiên cứu, đợi tới khi sắp xuống núi đi dự kiểm tra, lại tới một chuyến là được. Dạ, sư đệ cung kính tiễn sư huynh. Diệp Bình cung kính tiễn Vương Trác Vũ rời đi. Chờ Vương Trác Vũ đi rồi, Diệp Bình lập tức cầm Bách Khoa Toàn Thư Trận Pháp trụ cột lên, bắt đầu nghiên cứu. Bách Khoa Toàn Thư Trận Pháp trụ cột có chừng mấy trăm vạn chữ. Bắt đầu từ khởi nguyên của trận pháp, sau đó nói tới lý thuyết, nói rất kỹ, dù có một số kiến thức Diệp Bình đã biết, nhưng khi được học một cách có hệ thống như thế này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng có ích. Vương Trác Vũ rời đi, Diệp Bình nghiêm túc đọc sách. Nhờ khả năng đọc nhanh như gió và trí nhớ siêu phàm, chỉ sau một ngày, Diệp Bình đã ghi nhớ hết trăm vạn chữ kia vào trong đầu. Lúc này, Diệp Bình đã có rất nhiều tri thức về trận pháp. Nhưng hắn biết, ghi nhớ và hiểu rõ là hai việc khác nhau, trận pháp chi đạo không phải học bằng cách nhớ là có thể lĩnh ngộ. Cần phải dùng đầu óc đi tìm hiểu lý giải sự huyền ảo, diệu kỳ của trận pháp. Nên Diệp Bình đọc sách xong thì không đi tìm Tam Sư Huynh ngay, mà vẫn ngồi ở sau núi, từ từ thể ngộ, thử lý giải trận pháp, chứ không phải chỉ ghi nhớ thuộc lòng trận pháp. Cũng ngay lúc này, Hoàng Cung Tấn Quốc, trong điện Thái Tử. Những tiếng khóc từ trong điện vọng ra, thái giám và thị nữ ngoài cửa đều cau mày. Hu hu hu, ta không biết đâu, ca phải giúp ta báo thù này. Ta có bao giờ bị hiếp đáp như vậy đâu. Tới Tấn Quốc học phủ, chẳng làm gì sai hết, đã bị đánh một trận rồi. Đám mất nết kia đúng không phải là người, mặc kệ nam hay nữ, thân phận ra sao, đều đánh cho gần chết, khuôn mặt như hoa như ngọc của ta suýt chút nữa là biến dạng luôn. Hu 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 hu. Trong điện, một nữ tử cực đẹp đang ngồi ở trong đại điện gào khóc, mặc kệ hình tượng của mình. Đứng đối diện nàng là Lý Ngọc. Muội muội, muội muội ngoan của ta, đừng khóc nữa được không? Ta vốn đang vui vẻ, muội khóc như vậy làm ta khó chịu lắm. Trong đại điện, Lý Ngọc đau cả đầu. Cô gái trước mắt là muội muội ruột của y, cùng phụ thân và mẫu thân là Thái Hòa công chúa của Tấn Quốc. Là muội muội ruột của thái tử, đương nhiên Thái Hòa công chúa vô cùng được cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai ăn hiếp bao giờ. Nhưng mới thời gian trước, muội muội ruột này lại nhất định đòi vào Tấn Quốc học phủ, không ai khuyên can được. Giờ thì hay rồi, gia nhập Tấn Quốc học phủ, còn chưa dùng tới thân phận công chúa để làm mình làm mẩy, đã bị đánh cho một trận. Lý Ngọc vừa phiền muộn vừa tức giận. Phiền muộn là vì cảm thấy muội muội này của mình ăn no rừng mỡ, tự nhiên đòi vào Tấn Quốc học phủ. Tức giận là vì cảm thấy, dù sao cũng là công chúa Tấn Quốc, vậy mà người của Tấn Quốc học phủ quá không nể mặt, ra tay đánh thật, hơn nữa còn đánh không nhẹ. Nhưng đây là quy củ của Tấn Quốc học phủ, là thái tử, đương nhiên y biết, hơn nữa y còn biết. Phụ hoàng sẽ không quản loại chuyện này, bị đánh là coi như mình không may, dù có là công chúa được yêu chiều nhất cũng vô dụng. Vì Tấn Quốc học phủ hoàn toàn mặc kệ địa vị của quốc quân Tấn Quốc. Muốn bồi dưỡng ra nhân tài ưu tú thì không thể nuông chiều, đây là danh ngôn của Tấn Quốc học phủ. Nên mặc xác ngươi là ai, con của người nào, thái tử thì cũng đánh. Ta mặc kệ, dù sao ca nhất định phải báo thù cho ta, bằng không ta sẽ công bố hết những chuyện xấu của ca cho cả thiên hạ biết, ta bị bêu xấu, ca cũng đừng hòng sống tốt. Thái Hòa công chúa nổi máu ngang ngược, ép buộc Lý Ngọc ra tay. Bà cô của ta ơi, cần gì muội phải khổ như thế chứ, ca của muội là ta bị bêu xấu, chẳng lẽ muội vui được sao? Hơn nữa, muội bắt ta đi báo thù, ta báo thù bằng cách nào? Đâu phải muội không biết, ca của muội đâu phải là thiên tài tu hành. Hơn nữa chẳng lẽ trước khi vào Tấn Quốc học phủ, muội không tìm hiểu quy củ ở đó hay sao? Đừng nói ta, dù có cả phụ hoàng ra mặt, muội cũng phải chịu trận đòn này thôi. Lý Ngọc buồn bực. Điểm xấu của việc có muội muội ruột là, chuyện xấu gì của mình nó cũng biết, hơn nữa còn không kiêng dè gì cả. Nếu đổi thành những cô công chúa khác, dù vẫn là muội muội của mình, nhưng có ai mà không nịnh bợ mình. Chỉ có một mình muội muội ruột này là dám uy hiếp thái tử đương triều như vậy. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, nếu ca không giải quyết được, chúng ta cùng xong đời với nhau. Dù sao sau này ta cũng phải lập gia đình, sau này ca cũng trở thành hoàng đế, chẳng ai ở Tấn Quốc nhớ lỗi của một cô công chúa, nhưng bọn họ đều sẽ nhìn chằm chằm vào ca. Thái Hòa công chúa hồn nhiên xuất bệnh công chúa ra, chết sống nhất định đòi Lý Ngọc phải báo thù cho mình. Lý Ngọc đau đầu kinh khủng. Muội muốn ta phải làm sao? Lý Ngọc hỏi.
tìm người tới Tấn Quốc học phủ, đánh bẹp hết đám đã dám đánh ta xuống. Thái Hòa công chúa siết chặt nắm đấm, hung ác nói, chuyện đó muội đừng mơ. Đừng nói là không có loại người này, cho dù là có, thì kỳ tuyển sinh của Tấn Quốc học phủ cũng đã qua rồi, muội còn nhét được người vào à? Lý Ngọc lắc đầu, chủ ý này nói cũng như không. Người ta sẽ tìm mẫu hậu, bảo phụ hoàng cho thêm người vào. Phụ hoàng có đặc quyền mà, nhưng còn người đó là ai, thì ta mặc kệ, ca phải giải quyết chuyện đó. Thái Hòa công chúa nghiêm túc nói, mắt nàng còn sưng đó, không phải do khóc, mà là bị đánh tới bây giờ vẫn chưa hết sưng. Muội muội, muội đừng tùy hứng nữa được không? Đâu phải muội không biết quy củ của Tấn Quốc học phủ, một người đánh một đống hả? Cả Tấn Quốc. Ách. Lý Ngọc từ chối ngay tức khắc, nhưng đang nói thì chợt khựng lại, hình như nghĩ tới điều gì. Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 125, muội yên tâm, ca sẽ giúp muội báo thù. Điện Thái tử Tấn Quốc, Lý Ngọc bỗng sững ra. Thái Hòa công chúa ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Lý Ngọc, "A, huynh sao vậy?" "Muội muội, ta hỏi muội, Tấn Quốc học phủ lần này có người nào tên là Diệp Bình không? Dáng người rất tuấn tú, cỡ bằng ca của muội." Lý Ngọc nghiêm túc hỏi, "Diệp Bình?" Hình như không có, còn người đẹp trai hơn ca thì có không ít. Thái Hòa công chúa nghiêm túc trả lời. Lý Ngọc trầm mặc. Ca, hình như ta đã nghe thấy cái tên Diệp Bình này ở đâu đó. À, ta nhớ ra rồi, Phương Lỗi sư huynh có nhắc tới hắn, hạ thấp hắn chẳng đáng một đồng, hắn làm sao hả? Thái Hòa công chúa tò mò, ban đầu nàng còn chưa nhớ ra Diệp Bình là ai, nhưng sau đó nàng đã nhớ ra. Hạ thấp không đáng một đồng. Lý Ngọc khẽ nhíu mày. Đúng thế, Phương Lỗi sư huynh nói, Diệp Bình chỉ là một kẻ bán danh mua tiếng, nếu để huynh ấy gặp được, huynh ấy sẽ khiến cho Diệp Bình biết thế nào mới gọi là thiên tài, nhìn ra Phương Lỗi sư huynh rất phản cảm với Diệp Bình. Ca, ca biết Diệp Bình hả? Hắn có giống như lời Phương Lỗi sư huynh nói hay không? Thái Hòa công chúa càng lúc càng hiếu kỳ. Nàng không ngu, biết ca ca này của mình, tuy tu vi tư chất kém, nhưng là Thái tử Tấn Quốc, nên quen biết với rất nhiều thiên tài, người được huynh ấy chú ý như vậy, nhất định là bất phàm. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Nghe Phương Lỗi nói sư phụ mình như vậy, Lý Ngọc không khỏi hừ lạnh, nhìn Thái Hòa công chúa nói, muội muội, ca nghĩ ra ý rồi. Ca sẽ báo thù dùng cho muội, nhưng muội phải đi tìm mẫu hậu, kiếm thêm một danh ngạch giúp ta, chỉ cần muội làm được, ca bảo đảm, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho muội. Lý Ngọc nghiêm túc nói, người khác có lẽ không biết Diệp Bình, nhưng Lý Ngọc y thì biết rõ. Thực lực của Diệp Bình tuyệt đối là xuất sắc. Lúc trước bên ngoài lan truyền, chuyện Diệp Bình đại hiển thần uy, đánh tan 3.000 đệ tử ma thần giáo, y đều tin là đúng, dù có vẻ không hợp thói thường nhưng y vẫn tin. Sau này lại có tin đồn, nói cái gì mà Diệp Bình là chất nhi của Trần Chính, khiến cả Tấn Quốc mắng chửi lên. Y rất không đồng ý, còn đi tìm Tấn Quốc quốc quân nói chuyện, kết quả không ngờ phụ hoàng y đã biết chuyện Diệp Bình. Y mới hiểu vì sao Trần Chính lại bảo Diệp Bình là chất nhi của mình, nên y không thắc mắc gì nữa. Hôm nay, muội muội ruột bị ăn hiếp, đương nhiên Lý Ngọc sẽ không đứng ngoài khoanh tay nhìn. Không phải vì muội muội của y là thân thể ngàn vàng, không được phép ra tay với nó, mà chủ yếu là vì đệ tử ngũ đại của Tấn Quốc học phủ đúng là quá đáng. Một, nữ nhân xinh đẹp như vậy mà đánh bầm dập mặt mũi người ta. Hôm nay là Thái Hòa công chúa dưỡng thương mấy ngày rồi mới dám tới tìm y, chứ nghe các thị nữ nói, hôm trở về đó, mặt của Thái Hòa công chúa sưng phù như mặt heo. Đánh thì cứ đánh, nhưng sao lại cứ phải đánh vào mặt người ta, còn là đánh nữ nhân như vậy, cộng với đây còn là muội muội của y, dù về tư hay công, làm ca ca, nhất định phải báo thù này. Thật như vậy, ta, nếu ca có thể báo thù giúp ta, chưa nói tới thứ gì khác. Đám khuê mật của ta cho ca tha hồ chọn, ca thích người nào cũng tặng cho ca làm phi tử hết. Thái Hòa công chúa nghe vậy, vô cùng vui mừng. Lý Ngọc không tỏ vẻ cao hứng lắm, chỉ nhìn Thái Hòa công chúa nói. Muội muội, thù này là ca ca tiện tay báo thù cho muội, ca còn có một mục đích khác nữa, nhưng dù là thế nào, muội báo được thù hả được giận thế là được, nhưng có chút việc muội phải nhớ. Muội là một công chúa, từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều,
Phụ hoàng cưng chiều muội, ta cưng chiều muội, dẫn tới tạo nên tính tình vô pháp vô thiên của muội hiện giờ. Muội tới Tấn Quốc học phủ là để chứng minh thiên phú của mình, thực lực của mình, chứ không phải chứng minh địa vị của muội. Cho nên, sau này ở Tấn Quốc học phủ, dù muội có bị hiếp đáp thế nào, dù muội có là người có lý hay không, ca cũng sẽ không giúp muội nữa. Ca biết suy nghĩ của muội. Muội muốn thông qua Tấn Quốc học phủ thoát khỏi vận mệnh công chúa xuất giá, nhưng nếu muội vẫn tiếp tục cái thói tùy hứng như thế, cứ gặp phải chuyện là tới tìm ta, tìm phụ hoàng nhờ giải quyết, thì muội có tới Tấn Quốc học phủ cũng không có ý nghĩa gì hết. Muội sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh của mình đâu, biết chưa? Giọng Lý Ngọc như chém đinh chặt sắt. Từ xưa đến nay, công chúa các quốc gia, 8 phần đều phải đi lấy chồng ở xa để thiết lập quan hệ ngoại giao cho hai nước, hoặc là để ổn định đại thần trong triều đình, tạo thành quan hệ thông gia. Đối với các công chúa, đây là điều bất hạnh. Nếu may gặp được người trong lòng thì còn đỡ, nhưng loại thông gia quan hệ chính trị như thế này có mấy ai gặp được người trong lòng mình. Lý Ngọc nhìn ra được, vì sao Thái Hòa công chúa lại đòi vào Tấn Quốc học phủ, nàng muốn làm gì, nhưng chính vì nhìn ra được Thái Hòa công chúa muốn cái gì, nên Lý Ngọc mới phải nói. Chứ nếu không, thì y đã để mặc cho muội muội mình muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ là vui đùa một chút, không phải là đi tôi luyện thật sự. Thái Hòa công chúa nghe xong, im bặt sững ra. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Ngọc. Qua thật lâu sau, Thái Hòa công chúa mới nghiêm túc trả lời. Ta hiểu rồi. Nhưng, ta chợt phát hiện, ca như trở nên thành thục hơn, cứ như đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy. Thái Hòa công chúa không ngờ, ca ca trước nay luôn vô cùng cưng chiều mình, hôm nay lại nói ra những lời như vậy, nhưng nàng hiểu rõ, chính vì mình là muội, muội ruột của Lý Ngọc, nên Lý Ngọc mới nói. Nếu đổi thành công chúa khác, Lý Ngọc nhất định sẽ không nói ra những lời này. Hắc, muội muội, ca soái không. Nhưng chỉ một khắc sau, hình tượng to lớn vững chãi thành thục Lý Ngọc vừa xây dựng được đã hoàn toàn sụp đổ, y lại nhe răng ra cười cợt với Thái Hòa công chúa. Thái Hòa công chúa trầm mặc. Được rồi, ta đi trước, chuyện danh ngạch, ca không phải lo, có việc ta sẽ tìm ca. Thái Hòa công chúa vui vẻ hẳn, không làm phiền Lý Ngọc nữa, rời khỏi điện thái tử. Thái Hòa công chúa đi rồi, trong điện chỉ còn một mình Lý Ngọc. Y nhìn theo Thái Hòa công chúa, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chờ Thái Hòa công chúa đi rồi, Lý Ngọc mới đi ra khỏi điện, nói với thái giám tùy tùng. Lập tức điểm danh 800 quân cận vệ, bổn điện hạ phải đi xa một chuyến. Nói xong, Lý Ngọc đi ra ngoài. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng, dưới chân núi Thanh Vân Đạo Tông, Thái Hoa đạo nhân đầy mệt mỏi đi về tông môn. Suốt một tháng này, ông đã đến Thanh Châu Cổ Thành và biết được 3 chuyện. Thứ nhất, đại đồ nhi Tô Trường Ngự của ông đã được người ta thổi thành thần ở Thanh Châu Cổ Thành. Thứ hai, Tô Trường Ngự chưa có chết, sau nhiều phen nghe ngóng, lần này Thanh Châu tử thương chỉ có mấy trăm tu sĩ, hơn nữa đều là tán tu, trong đó tuyệt đối không có Tô Trường Ngự, vì nếu có, toàn bộ Thanh Châu đã biết. Thứ ba, đi Thanh Châu Cổ Thành thật con mẹ nó quá tốn kém. Biết được Tô Trường Ngự chưa chết, Thái Hoa đạo nhân thật sự thở phào. Tuy không biết vì sao Tô Trường Ngự vẫn chưa về tông môn, nhưng Thái Hoa đạo nhân tin rằng với vận may của Tô Trường Ngự và trí tuệ của hắn, hắn có đủ sức để tự bảo vệ bản thân. Nhất là hắn có số rất may mắn. Thái Hoa đạo nhân luôn nhớ mãi, năm đó Thanh Vân Sơn Mạch xảy ra một nạn lũ lớn, nghe nói là 2 cao nhân tuyệt thế đấu pháp, gây nên tai họa ngập trời. Số người mất mạng nhiều không đếm xuể, thế mà Tô Trường Ngự nằm trong một cái chậu gỗ, lại cường ngạnh sống sót. Từ ngày hôm đó, Thái Hoa đạo nhân đã biết Tô Trường Ngự có mạng rất cứng, dù chỉ là phế vật, nhưng nhất định sẽ sống rất dài. Trận đại nạn đó, đã chết không biết bao nhiêu lê dân bách tính, không biết đã chết bao nhiêu tu sĩ. Thế mà Tô Trường Ngự chỉ là một đứa trẻ con còn nằm trong tã lót, lại bình yên vô sự mà sống sót. Mạng như vậy còn chưa cứng, thì mạng nào mới cứng? Nên khi không còn nghe được tin tức có giá trị nào khác, Thái Hoa đạo nhân bèn quay về tông môn, để xem thử Tô Trường Ngự đã trở về hay chưa. Nếu đã trở về, vậy là tốt nhất, nhưng nếu vẫn chưa, thì ông cũng sẽ ở lại tông môn chờ. Ông tin rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Nhưng ngay khi Thái Hoa đạo nhân vừa mới về tới tông môn, ông liền choáng váng. Chương 126, Thái tử Tấn Quốc, là đồ tôn của ta.
Lúc này, khi Thái Hoa đạo nhân nhìn thấy Thanh Vân đạo tông, ông không khỏi trợn tròn mắt. Cả Thanh Vân đạo tông bị vô số quan binh vây quanh, vô cùng nghiêm ngặt. Đây là làm gì? Quan phủ phá dỡ tông môn, buộc rời đi nơi khác. Má nó, chết mất. Suy nghĩ đầu tiên của Thái Hoa đạo nhân chính là bị bắt phá dỡ và rời đi nơi khác. Những người ông nhìn thấy đứng ở kia đều mặc thiết giáp, khí thế hung hăng, rõ ràng là người của triều đình. Người của triều đình tới nơi này, nếu không phải là trọng án, thì chính là bắt phá dỡ và rời đi nơi khác. Thái Hoa đạo nhân biết rõ, đám đệ tử môn hạ của mình có cho lá gan, cũng không có thực lực gây ra trọng án. Nên chỉ còn một khả năng là bị bắt phá dỡ và rời đi nơi khác mà thôi. Thái Hoa đạo nhân không khỏi khó chịu, chợt thấy Hứa Lạc Trần và Trần Linh Nhu vội đi ra, dáng vẻ vội vã. Trưởng môn, hai người đi tới, bộ dạng luống cuống, ngậm miệng. Thái Hoa đạo nhân nạt ngay, sau đó hỏi, giọng đầy hy vọng, bồi thường bao nhiêu? Được 500 không? Thái Hoa đạo nhân hỏi, hả? Cái gì bồi thường bao nhiêu? Trưởng môn, không phải phá dỡ và rời đi nơi khác, là có đại nhân vật của triều đình tới, nói là sư điệt của chúng ta, đồ tôn của người. Trần Linh Nhu hiểu ngay ý của Thái Hoa đạo nhân, vội lên tiếng giải thích. Hở, không phải phá dỡ và rời đi nơi khác. Đồ tôn của ta, lại còn có đại nhân vật. Bao nhiêu người? Thái Hoa đạo nhân bối rối. Đồ tôn, mình thu nhận đồ tôn hồi nào? Chẳng lẽ là đồ đệ do Tô Trường Ngự lừa nhận bên ngoài? Không thể được, lừa thằng ngốc như Diệp Bình còn được, nhưng lừa gạt phải đại nhân vật, bị phát hiện sẽ bị chặt đứt chân. Thái tử Tấn Quốc, Trần Linh Nhu khẽ nói, hít. Thái Hoa đạo nhân kinh hãi, Thái tử Tấn Quốc. Đây là ai cơ chứ? Tô Trường Ngự dám lừa cả Thái tử Tấn Quốc. Không sợ cả nhà bị tịch thu tài sản, chém đầu hay sao? Mô Phật, Thái Hoa đạo nhân vẫn còn đang trong kinh hãi. Từ trong đám quân cận vệ có một bóng người chạy ra. Sư tổ, sư tổ, đồ tôn Lý Ngọc, ra mắt sư tổ. Cách đó không xa, Lý Ngọc cười hớn hở, hào hứng hừng hực đi tới trước mặt Thái Hoa đạo nhân, miệng không ngớt gọi sư tổ, gọi tới mức Thái Hoa đạo nhân choáng đầu hoa mắt. Thái tử Tấn Quốc gọi mình là sư tổ, nói cách khác, chẳng phải bối phận của mình còn cao hơn cả Hoàng đế Tấn Quốc hay sao? Nếu truyền ra ngoài, không chừng sẽ gây ra phiền toái lớn. Thái Hoa đạo nhân thật sự sợ. Thái tử Điện Hạ, đừng gọi như vậy, đừng gọi như vậy, không nhận nổi, không nhận nổi đâu. Thái Hoa đạo nhân vội kêu lên. Không phải ông sợ bản thân Lý Ngọc, mà chủ yếu là thân phận của Lý Ngọc kinh khủng quá. Thái tử Tấn Quốc nói câu không dễ nghe, thành chủ thành Thanh Châu mà ông đã thấy là nhân vật lớn lắm rồi, giá gì tới tận Thái tử Tấn Quốc. Đương kim Thái tử, Hoàng đế Tấn Quốc tương lai, nếu dám nhận làm thân thích bậy bạ, chính là muốn chết. Nói thật lòng, ông luôn biết Thanh Vân Đạo Tông của mình là nơi như thế nào. Chỉ là một tông môn nhỏ bé thấp kém, chả có ai biết tới. Nếu để quốc quân Tấn Quốc biết, có mấy bậc làm cha lại muốn nhìn thấy con trai nhà mình đi theo lăn lộn cả ngày với một đám phế vật hay không? Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân đầy bi phẫn nói, Thái tử Điện Hạ, cho ta hỏi một chút, là ai thu ngươi làm đồ đệ? Thái Hoa đạo nhân hỏi. Nếu để ông biết là ai, ông sẽ đánh gãy chân kẻ đó, sau đó trục xuất khỏi sư môn, chỉ có cách đó mới giải quyết được mọi chuyện. Hồi sư tổ, sư phụ ta là Diệp Bình, nhưng mà vẫn chưa bái sư, hôm nay đến Thanh Vân Đạo Tông, chính là để hoàn tất nghi thức bái sư, tiện thể tới tìm sư phụ. Lý Ngọc vội trả lời, giọng điệu khiêm tốn hữu lễ. Diệp Bình, Thái Hoa đạo nhân sửng sốt. Ông thật không ngờ là Diệp Bình, hơn nữa lại còn là Diệp Bình thu Lý Ngọc làm đồ đệ, quả thực làm Thái Hoa đạo nhân không biết nên nói gì. Nhưng Thái Hoa đạo nhân đã nghe ra một chút vấn đề. Vẫn còn chưa bái sư đúng không? Thái Hoa đạo nhân tò mò. Dạ đúng. 3 năm trước, ta quen biết với sư phụ. Lúc đó, sư phụ nổi tiếng khắp Thanh Châu, được gọi là Thanh Liên cư sĩ, đồ tôn vẫn muốn bái sư phụ làm thầy, nhưng sư phụ mãi mà không đồng ý. Mãi tới mấy hôm trước, gặp nhau ở Thanh Châu cổ thành, sư phụ có nói chỉ cần sư tổ đồng ý thì ta có thể bái sư phụ làm thầy. Giọng Lý Ngọc hết sức kích động. Nói đến đây, Lý Ngọc khẽ vẫy tay. Những chiếc dương được đưa tới đặt xuống trước mặt mọi người. Sư tổ, đệ tử thật sự muốn bái sư, mong sư tổ đáp ứng. Lần này đến đây, đệ tử không biết mang gì làm lễ vật,
đành chuẩn bị chút lễ nhỏ, mong sư tổ cảm nhận được thành ý của đồ tôn. Lý Ngọc hành đại lễ, quỳ xuống đất lại, vô cùng thành kính. Y thật sự rất muốn bái nhập làm môn hạ của Diệp Bình, dù chỉ là đệ tử ký danh cũng được. Không không không, không không không, thế này không được, thế này không được đâu. Thái tử điện hạ, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta kỳ thật chỉ là... Nghe thấy Lý Ngọc bảo đã biết Diệp Bình từ lâu, Thái Hoa đạo nhân cảm thấy an tâm. Nhưng ngay khi Thái Hoa đạo nhân định nói ra sự thật, thì những chiếc dương được bật mở ra. Trong tích tắc, linh khí nồng đậm tràn ngập khắp không gian, khiến không gian xuất hiện một vầng hào quang xanh biếc. Đây là linh thạch thượng phẩm. Thái Hoa đạo nhân bối rối, Hứa Lạc Trần và Trần Linh Nhu ngơ ngác. Trong thế giới của bọn họ, tiền bao gồm tiền đồng, bạc vụn, một lượng bạc, một lượng hoàng kim, linh thạch hạ phẩm. Chưa nói tới hạ phẩm linh thạch, thường ngày trên người có mấy lượng bạc vụn đã là chuyện vô cùng vui rồi. Nên bao nhiêu là dương linh thạch thượng phẩm này đã làm bọn họ thật sự bối rối. Một thượng phẩm linh thạch tương đương 10 linh thạch trung phẩm, một linh thạch trung phẩm tương đương 10 linh thạch hạ phẩm. Một linh thạch hạ phẩm tương đương 100 lượng hoàng kim, nói cách khác, một linh thạch thượng phẩm có giá 1 vạn lượng hoàng kim. Một dương này ít nhất phải mấy ngàn miếng linh thạch thượng phẩm ấy nhỉ? Liên tiếp 10 cái dương là mấy vạn miếng linh thạch thượng phẩm, nghĩa là mấy chục ngàn vạn lượng hoàng kim. Ôi tiếng nó. Trong đầu Hứa Lạc Trần và Trần Linh Nhu vang vang một câu. Có ăn xài cả đời cũng không hết. Có ăn xài cả đời cũng không hết. Thái Hoa đạo nhân hít thở không thông. Có người nói, năm thành lợi nhuận khiến người ta không màng nguy hiểm, 10 thành lợi nhuận có thể khiến con người bí quá hóa liều, 20 thành lợi nhuận có thể khiến người ta quên đi tử vong. Mấy chục ngàn vạn lượng hoàng kim, đây là số tiền mà cả đời Thái Hoa đạo nhân cũng không dám mơ tới. Dù mỗi ngày bán một bức tranh Diệp Bình tự tay vẽ, mỗi bức 1 vạn lượng hoàng kim, không tính tới tình huống bị giảm giá, thì cũng phải bán tới 30 năm. Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân nghiến răng. Vụ cược này, ông nhận. Người có bao nhiêu can đảm, đất có bao nhiêu sản vật, nếu thất bại quá lắm thì mình mất hết. Nhưng nếu thành công, mình có thể giúp đỡ các đệ tử, an hưởng lúc tuổi già, mình có thể xin về hưu sớm. Thái Hoa đạo nhân lập tức lên tiếng. Thái tử điện hạ, chúng ta đều là cao nhân đắc đạo, ngươi làm thế này là ý gì? Thái Hoa đạo nhân hồi thần, nhìn Lý Ngọc chăm chú. Nhưng Lý Ngọc còn chưa kịp trả lời, Thái Hoa đạo nhân đã nói tiếp. Nhưng ông vừa mới mở miệng, tiếng Diệp Bình đã chợt vang lên. Lý Ngọc, sao ngươi lại ở đây? Trưởng môn, người đã về rồi. Nhị sư huynh, tiểu sư tỷ, âm thanh vang lên, cắt ngang lời Thái Hoa đạo nhân định nói. Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 127, Tấn Quốc học phủ, ta không đi, ở lại trong tông môn không tốt hơn sao? Diệp Bình kinh ngạc, vừa rồi trong lúc tu luyện, hắn cảm ứng được linh khí cực kỳ nồng đậm. Lúc đầu hắn không chú ý, sau đó phát hiện luồng linh khí này càng lúc càng nồng nặc. Đi tới cổng chính của Thanh Vân Đạo Tông, mới biết có một đám người đang tụ tập ở đây. Diệp Bình nhìn thấy Lý Ngọc trong số đó, điều này làm hắn càng kinh ngạc hơn. Nên hắn mới cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, xuất hiện ở nơi này. Sư phụ, Lý Ngọc vừa thấy Diệp Bình, lập tức vô cùng phấn khích, đứng bật dậy, cúi đầu chào Diệp Bình. Không phải đã nói rồi sao, ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi đừng gọi ta là sư phụ. Thấy Lý Ngọc cúi đầu với mình, Diệp Bình vội lên tiếng. Lúc đó mình chỉ có một mình, Lý Ngọc thích gọi làm sao thì gọi. Nhưng bây giờ không được, mình đã bái nhập vào Thanh Vân Đạo Tông, còn là một đệ tử thực tập, nếu để trưởng môn biết mình ở bên ngoài thu đồ đệ, chẳng phải là vượt qua quy củ hay sao? Vượt qua quy củ là nhỏ, lỡ trưởng môn cảm thấy mình là người không đáng tin cậy, trục xuất mình ra khỏi tông môn thì sao? Nên vì vị trí của mình, Diệp Bình phải vạch rõ giới hạn, không thể để liên lụy mình. Sư phụ, vừa rồi sư tổ đã nói, sẽ thu ta làm đồ đệ, dù người không cho ta mặt mũi, cũng phải cho sư tổ mặt mũi chứ, đúng không, sư tổ? Lý Ngọc đáp, không chỉ Thái Hoa đạo nhân, 800 quân cận vệ kia nhìn thấy cảnh này cũng đều ngơ ngác. Đường đường là Thái tử điện hạ, mà còn phải ăn nói khép nép cầu người khác thu mình làm đồ đệ, không hợp thói thường. Phải biết rằng chỉ cần Lý Ngọc muốn,
Tất cả các môn phái trong Tấn Quốc không ai không muốn thu Lý Ngọc làm đồ đệ. Thanh Vân Đạo Tông vừa xa vừa nghèo, hơn nữa những kẻ gọi là đệ tử của trưởng môn, kẻ nào nhìn cũng là phế vật, chỉ có Diệp Bình là thoạt nhìn sâu không lường được. Phải, Diệp Bình, ta thấy đồ đệ của ngươi có một chút tư chất, hơn nữa sư phụ vừa rồi bấm tay tính toán, cảm thấy Lý Ngọc đúng là có duyên phận, có thể bái nhập Thanh Vân Đạo Tông ta. Thái Hoa đạo nhân ban đầu ngớ ra, sau đó liếc qua những dương linh thạch thượng phẩm, rồi hắng giọng nói với Diệp Bình. Ông vừa nói xong, Lý Ngọc hưng phấn lên ngay, đồ tôn bái kiến sư tổ, đệ tử bái kiến sư phụ. Y quỳ xuống hành đại lễ ngay tức khắc, bái Thái Hoa đạo nhân và Diệp Bình, cứ như lo Diệp Bình và Thái Hoa đạo nhân đổi ý. Nhìn cảnh này, Diệp Bình không biết phải nói gì. Nhưng nếu trưởng môn đã đồng ý, hắn là đệ tử cũng không có gì để nói. Diệp Bình nhanh chóng nhìn thấy đống dương hòm dưới đất, hắn nhìn chúng với ánh mắt hiếu kỳ. Những linh thạch này đều là ngươi mang tới hả? Diệp Bình tò mò hỏi. Dạ đúng, sư phụ, lần này ta tới đây, vì vội quá nên không kịp chuẩn bị lễ vật, đành cho người mang đống linh thạch này tới. Mong sư phụ đừng chê. Lý Ngọc gật đầu. Diệp Bình biến sắc, lạnh lùng nói. Ngu xuẩn. Lý Ngọc hết hồn. Sư phụ, đây là... Y bối rối, mình tặng lễ tới cửa, sao lại bảo là ngu xuẩn? Lý Ngọc, chưa tính trước kia ngươi coi như cũng là một văn nhân, mà dù không phải, thì ngươi cũng quá coi thường Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, nhìn thì một nghèo hai trắng, nhưng trên thực tế điều này mang ý nghĩa đại đạo hướng giản, ngươi mang những vật này đến là có ý gì? Chỉ là một ít linh thạch, ngươi nghĩ trưởng môn sẽ để mắt hay sao? Diệp Bình phẫn nộ, nhìn Lý Ngọc khiển trách. Trong mắt hắn, Thanh Vân Đạo Tông là tông môn ẩn thế chí cao vô thượng, những thứ khác không nói, nếu ngươi mang ít đặc sản quê nhà tới, Diệp Bình sẽ không nói gì cả. Nhưng mang linh thạch đến là có ý gì? Là cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông thiếu chút linh thạch này phải không? Cứ như một kẻ xách những dương ngân lượng, chạy tới trước mắt người giàu nhất thiên hạ, nói đưa cho người ta. Người ta rút một cọng lông chân cũng còn nhiều hơn nhà ngươi đó, đưa ra không sợ mất mặt hay sao? Diệp Bình nói thế, làm Thái Hoa đạo nhân nóng nảy. Thiếu chứ? Thanh Vân Đạo Tông không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi linh thạch thôi. Diệp Bình, ngươi muốn làm gì? Sao ngươi lại hung dữ với tài chủ của chúng ta vậy hả? Kẻ nào dạy ngươi? Đừng nói, Thái Hoa đạo nhân, Trần Linh Nhu với Hứa Lạc Trần cũng sốt ruột. Thử hỏi, nhiều linh thạch như vậy, đổi thành ai mà không động tâm? Lý Ngọc sững ra, nghe Diệp Bình mắng xong, thì chìm vào trầm tư. Thái Hoa đạo nhân chưa kịp nói gì, Lý Ngọc đã vội hành lễ. Sư phụ, là đệ tử đường đột, là đệ tử ếch ngồi đáy giếng. Người đâu, đưa những thứ này về. Còn nữa, các ngươi cũng trở về, báo với phụ hoàng, một thời gian nữa ta sẽ về. Lý Ngọc tỉnh ngộ. 3 năm trước lúc biết Diệp Bình, y đã biết Diệp Bình không phải là loại người sẽ khom lưng vì năm đấu gạo, là người có đạo đức, coi tiền tài là cặn bã. Nghĩ kỹ lại, tông môn mà một người có đạo đức như Diệp Bình như thế bái nhập, sao có thể là loại tham tài. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc cảm thấy mình thật sự quá ngu xuẩn. Tuân mệnh. 800 quân cận vệ dạ gian, lập tức khiêng đống dương hòm đi. Thái Hoa đạo nhân muốn hộc máu, mấy chục ngàn vạn lượng hoàng kim. Cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế mà. Mà ngươi không muốn, ngươi không muốn, nhưng ta muốn, ta rất thiếu tiền đó. Nghiệt đồ. Tuy lòng đang rỉ máu, nhưng bề ngoài Thái Hoa đạo nhân vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự. Ông không thể biểu hiện quá kích động, bằng không nếu bị Lý Ngọc nhìn ra, vậy thì cả người cả của đều sẽ mất hết, trở thành trắng tay. Nhưng đúng lúc này, Lý Ngọc lại lên tiếng. Sư phụ, sư tổ, lần này ta đến đây là muốn mời sư phụ đến Tấn Quốc học phủ. Y vừa nói xong, Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Trần Linh Nhu đều bối rối. Hôm nay bọn họ đã bối rối rất nhiều lần, cảm thấy đầu óc mình hình như không đủ dùng. Có lẽ Diệp Bình không biết ý nghĩa của 4 chữ Tấn Quốc học phủ, nhưng 3 người bọn họ thì biết rất rõ. Tấn Quốc học phủ là học đường chí cao vô thượng của Tấn Quốc, không một tông môn nào so bì được. Triều đình luôn mạnh hơn tông môn, trước mặt cơ quan quốc gia, tất cả vật cản đường đều là bọ ngựa đá xe. Tấn Quốc học phủ có bí tịch tâm pháp mạnh nhất Tấn Quốc, mỗi một lão sư, mỗi một trưởng lão đều là nhân vật phong vân của Tấn Quốc. Thánh nhân từng nói, có nếm trải khổ đau mới thành người Tấn Phủ. Thánh nhân cũng nói,
người nào vào được Tấn phủ chính là người trên người. Gia nhập Tấn quốc học phủ chẳng khác nào trở thành người trên người, sau này hoàn toàn có thể đi ngang trong Tấn quốc như con cua, tha hồ mà hoành hành. Nếu Thanh Vân Đạo Tông có đệ tử được Tấn quốc học phủ chọn chúng, thì đừng nói Thái Hoa Đạo Nhân, mà cả thành chủ Bạch Vân Thành nghe được tin tức này cũng sẽ lập tức răng đèn kết hoa, bày yến tiệc, trắng trợn chúc mừng. Thật không ngờ, lần này Lý Ngọc tới đây lại là để mời Diệp Bình đi Tấn quốc học phủ. Không hổ là Thái tử Tấn quốc, châu bò, mọi người ở đây đều kích động, cùng với Lý Ngọc, đầy chờ mong nhìn Diệp Bình. Nhưng Diệp Bình nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Không đi. Ừ, không đi. Đi Tấn quốc học phủ làm gì? Mình ở lại trong tông môn, không tốt hơn sao? Sư phụ, người, không đi. Lý Ngọc bối rối. Y ngàn tính vạn tính, nhưng không ngờ Diệp Bình lại từ chối quyết đoán như thế. Sao phải đi? Tấn quốc học phủ lợi hại lắm à? Diệp Bình hỏi ngược lại. Lý Ngọc trầm mặc. Lý Ngọc, sư phụ hỏi ngươi, Tấn quốc học phủ có cao nhân tuyệt thế không? Chính là loại người, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao đó. Có không? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Lý Ngọc, không có. Vậy Tấn quốc học phủ có tâm pháp tuyệt thế không? Diệp Bình hỏi tiếp. Không có. Lý Ngọc lại lắc đầu. Diệp Bình hừ một tiếng, lắc đầu, không nói chuyện với Lý Ngọc nữa, mà nhìn Thái Hoa Đạo Nhân. Trưởng môn, Vương Sư Huynh dạy đệ tử trận pháp chi đạo, đệ tử về sườn dốc sau núi Ngộ Đạo tiếp, xin được cáo lui trước. Nói xong, Diệp Bình cúi đầu chào Thái Hoa Đạo Nhân, rồi quay người bỏ đi, để lại một đám người mặt mày ngơ ngáo. Chương 128, Trận pháp không gian, Nguyên Ma bí cảnh. Mọi người lơ ngơ, Tấn quốc học phủ, đây là học phủ cao nhất của Tấn quốc, bao nhiêu thiên tài, tuấn kiệt đều tha thiết ước mơ được vào Tấn quốc học phủ. Khi có thiên tài nào không được Tấn quốc học phủ chọn, người đó đều trở nên chán trường, đạo tâm tan vỡ. Không ngờ là Diệp Bình lại không buồn để mắt tới Tấn quốc học phủ, thậm chí giọng nói và dáng vẻ còn như cảm thấy Tấn quốc học phủ quá bình thường. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Lòng Thái Hoa Đạo Nhân rỉ máu, ông có thể bỏ qua những linh thạch này, nhưng Tấn quốc học phủ thì không thể. Tấn quốc có văn bản quy định rất rõ, những tông môn nào bồi dưỡng ra được đệ tử được nhận vào Tấn quốc học phủ, tông môn đó sẽ được thăng làm nhị phẩm. Những tông môn nào đang là nhị phẩm thì sẽ được thăng làm nhất phẩm tông môn. Chưa nói tới việc Diệp Bình vào Tấn quốc học phủ ra sao, chỉ nhiêu đó thôi đã là chuyện làm rạng rỡ tổ tông đối với Thanh Vân Đạo Tông. Chỉ cần được thăng lên làm nhị phẩm đã là một vấn đề vô cùng quan trọng với Thái Hoa Đạo Nhân, nhị phẩm tông môn. 18 đời Thanh Vân Đạo Tông chưa bao giờ đạt tới nhị phẩm tông môn, nếu ông mà làm được, vậy quả thực là vinh quang vô thượng. Thế mà Diệp Bình lại từ chối. Thái Hoa Đạo Nhân vô cùng đau đớn. Ông biết vì sao Diệp Bình từ chối. Vì Diệp Bình đã trúng độc quá sâu, hắn thực cho rằng nơi này là tông môn ẩn thế. So với tông môn ẩn thế, Tấn quốc học phủ hoàn toàn chẳng hề hấp dẫn, nhưng vấn đề là nơi đây không phải tông môn ẩn thế. Sư tổ, phải làm sao bây giờ? Lý Ngọc chợt lên tiếng, y nhìn Thái Hoa Đạo Nhân. Đừng nóng ruột, chắc mấy ngày nay sư phụ ngươi gặp chút vấn đề, cứ từ từ vài ngày, để ta đích thân nói chuyện với hắn. Thái Hoa Đạo Nhân trấn an Lý Ngọc, ông biết, loại chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, nhất định phải từ từ dụ Diệp Bình đồng ý đi Tấn quốc học phủ. Vì nếu ép buộc, nhất định Diệp Bình sẽ không vui, hơn nữa còn dễ bị lộ tẩy, nên nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Thư vài ngày cái đã, sau đó sẽ từ từ nói chuyện với Diệp Bình. Dạ, sư tổ, vậy ta sẽ đợi ở đây. Sư tổ, nếu có việc gì cần ta giúp thì cứ nói, tuy ta có lẽ không làm, nhưng ta sẽ chỉ huy người khác làm. Lý Ngọc vội gật đầu, y thật lòng hy vọng Diệp Bình đi Tấn quốc học phủ. Thứ nhất là để báo thù cho muội muội mình, thứ hai là để kiếm chút mặt mũi cho Tấn quốc. Tấn quốc học phủ tuyển sinh, nghĩa là trận thi đấu 10 nước đã sắp tới. Những năm qua, thi đấu 10 nước lần nào Tấn quốc cũng xếp hàng kế cuối. Nếu Diệp Bình đi, y tin rằng dù không giành được hạng nhất hạng nhì, thì ít nhất cũng phải lọt vào năm thứ hạng đầu. Nếu lấy được thứ hạng cao trong thi đấu 10 nước, thái tử là y coi như đã lập được đại công. Nói túm lại, về công về tư, Lý Ngọc đều hy vọng Diệp Bình đi Tấn quốc học phủ, nhưng y biết sư phụ mình không có hứng thú với Tấn quốc học phủ,
nên không thể nóng vội. Để sư tổ sắp xếp vậy. À, không có việc gì đâu, Lạc Trần, Linh Nhu, đưa Thái tử Điện Hạ đi nghỉ ngơi đi, đừng làm khách phải đợi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, Hứa Lạc Trần vội làm theo. Sư tổ, ngài đừng gọi ta là Thái tử Điện Hạ nữa, nếu ta đã bái Diệp Bình làm sư phụ. Vậy ta là đồ tôn của ngài, sau này ở Tấn Quốc, có cái gì ta có thể làm được, xin ngài cứ lên tiếng. Lý Ngọc vỗ ngực, nói. Thái Hoa đạo nhân cười khổ, gật đầu, bảo Lạc Trần đưa Lý Ngọc đi nghỉ ngơi, Lý Ngọc nói gì cũng được. Ông không có gan đi chỉ huy Lý Ngọc, nếu không phải Lý Ngọc chết sống muốn bái Diệp Bình làm sư phụ, nói thật ông còn không có cả dũng khí nói chuyện với Lý Ngọc nữa cơ. Dù sao y cũng là Thái tử Tấn Quốc, là quốc quân tương lai. Sớm muộn gì y cũng sẽ trở thành quốc quân Tấn Quốc, trong khi ông chỉ là trưởng môn một tông môn nhỏ bé còn không được xếp loại. Trước mặt Lý Ngọc, ông chỉ như một hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Chuyện này, Thái Hoa đạo nhân vẫn còn hiểu rõ. Cứ như vậy, 800 cận vệ quân rời đi. An nguy của Lý Ngọc đã có người bảo vệ, bọn họ tới đây chỉ để trang trí mà thôi, giờ làm xong nhiệm vụ rồi, có thể đi về. Lúc này, sau sườn núi Thanh Vân, Diệp Bình đã trở lại nơi này, tiếp tục ngộ trận đạo. Vốn ban nãy đã sắp ngộ ra rồi, nhưng đột nhiên dao động linh khí bị cắt ngang, làm mất thời gian. Nay đã biết chuyện gì xảy ra, Diệp Bình lại tiếp tục an tâm ngộ trận đạo. Mấy ngày nay, Diệp Bình đã xem quyển bách khoa toàn thư trận pháp trụ cột tới hơn 100 lần, thuộc lầu lầu 12 cái trận đồ trong ấy. 12 trận pháp này, theo thứ tự là 4 sát trận, 4 khốn trận, 2 phòng ngự trận, 1 yên linh trận và 1 trận pháp không gian. Nếu so với 11 trận pháp đầu, trận pháp không gian cuối cùng thâm sâu hơn hẳn. Diệp Bình cảm thấy hứng thú với trận pháp không gian này nhất. Cái gọi là trận pháp không gian chính là chỉ cần một ý niệm là có thể vượt qua ngàn dặm thậm chí là vạn dặm. Nói thí dụ như khoảng cách giữa Thanh Vân Đạo Tông và Thanh Châu Cổ Thành là 3.000 dặm. Với tốc độ lúc trước của Diệp Bình, cần phải mất khoảng 3 ngày mới tới được. Nếu ngự kiếm phi hành thì mất 1 ngày. Nhưng nếu dùng được trận pháp thì chỉ cần một ý niệm là sẽ vượt qua 3.000 dặm đó. Nhưng trận pháp không gian là trận pháp phiền toái nhất và khó khăn nhất. Tuy nhiên, Diệp Bình vẫn muốn thử nó. Không sai, chính là làm thử. Dù sao thử thôi mà, đâu có mất gì đâu. Nghĩ vậy, Diệp Bình phất tay, mười mấy cục đá lơ lửng bay tới, rơi vào tay hắn. Bố trí trận pháp, phải có trận khí. Nhưng Diệp Bình không có trận khí, nên hắn dùng cục đá làm trận khí. Dù sao lúc trước trong quyển tâm đắc của Tam Sư Huynh từng viết, có thể lấy vạn vật làm trận khí, thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành trận khí. Nên Diệp Bình mới dùng cục đá làm trận khí để thử. Nếu thành công, vậy coi như mình có thiên phú, còn nếu thất bại, là chuyện bình thường. Diệp Bình dựa theo trận đồ, sắp xếp vị trí 27 cục đá, tạo thành một trận văn. Sau khi trận văn hình thành, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp không gian. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Diệp Bình chìm vào trạng thái ngộ đạo, dẫn trận đồ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn muốn thử xem có thể kích hoạt trận văn không gian trước hay không. Nếu kích hoạt được trận văn không gian, vậy không chừng tỷ lệ bố trí trận pháp thời gian thành công sẽ tăng lên không ít. Vô số trận văn dần dần hiện ra, trăng sao, sông núi, trời đất, ngôi sao, thảo mộc, tinh hoa, vân vân đủ loại. Đúng lúc này, có hai chữ bỗng nhiên lập lòe hào quang. Không gian. Một khắc sau, 27 cục đá xung quanh Diệp Bình đều rung lên. Sau đó, Diệp Bình biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi lớn, mấy ngàn người đang tụ tập ở đây. Họ đều là học sinh Tấn Quốc, mặc áo bào Tấn Quốc, thêu hai chữ nhị đại hoặc tam đại. Mấy ngàn người đang xúm quanh một tế đàn cổ xưa. Một nam tử trung niên chợt xuất hiện ở dưới tế đàn. Chúng ta tham kiến phủ chủ. Từng đợt âm thanh vang lên. Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 129, Không gian truyền tống, Nguyên Ma Bí Cảnh. Tấn Quốc học phủ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nam tử trung niên mới xuất hiện kia. Chúng ta tham kiến phủ chủ, người này là phủ chủ của Tấn Quốc học phủ, Lý Mạc Trình, có địa vị cực cao. Trong Tấn Quốc không thua kém gì quốc quân Tấn Quốc,
còn ở trong 10 nước thì còn cao hơn quốc quân Tấn Quốc. Vì hầu như thiên tài từ Tấn Quốc đi ra, trên cơ bản đều là do ông ta đào tạo, ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng là đệ tử quan môn của ông ta. Miễn lễ, Lý Mạc Trình đáp. Ông ta nhìn mấy ngàn người chăm chú, sau đó lấy ra 3 nén hương, cắm vào lư hương trên tế đàn, chậm, rãi nói. Thi đấu 10 nước sắp bắt đầu, thi đấu học phủ 10 nước lần này, cửa thứ nhất là chân ma bí cảnh. Để giúp các ngươi quen thuộc, ta và các trưởng lão của học phủ đã cùng liên thủ bố trí một nguyên ma bí cảnh. Tuy nguyên ma bí cảnh không bằng chân ma bí cảnh, nhưng cũng tương tự chừng 1/3, trong nguyên ma bí cảnh sẽ có một nguyên ma. Con nguyên ma này vô cùng hung tàn, nhưng đã có được linh trí. Nếu nó cảm ứng được các ngươi rất mạnh, thì sẽ bày trò lừa gạt các ngươi, sau đó thừa lúc các ngươi lơ là phòng bị, ra tay giết các ngươi. Nên, tí nữa khi vào bí cảnh, các ngươi nhất định không được tin lời nguyên ma nói. Ngoài ra, nếu đánh không lại, thì nên lùi ra ngoài. Nguyên ma cực kỳ hung tàn, bọn chúng không biết đau, nên khi chúng trở nên tấn công điên cuồng, không ai trấn áp chúng được. Mỗi lần nguyên ma bí cảnh mở ra, đều có đệ tử bị trọng thương, thậm chí còn có người mất mạng. Nên nếu đánh không lại thì đừng có cậy mạnh, lỗ mãng chỉ chứng tỏ ngươi là người ngu xuẩn, chứ không phải là dũng cảm đâu, hiểu không? Lý Mạc Trình nhìn thẳng vào đám đệ tử, nghiêm nghị nói. Chúng ta đã hiểu. Các đệ tử đồng thanh hô vang. Tốt. Những ai muốn khiêu chiến nguyên ma bí cảnh, tới đây nhận bí cảnh cổ lệnh. Lý Mạc Trình phất tay. Mấy trăm cái bí cảnh cổ lệnh bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trong đám đệ tử, lập tức có một số người chạy ra. Nguyên ma bí cảnh hung hiểm muôn phần, không phải thiên tài thật sự thì không nên khiêu chiến. Những người dám khiêu chiến, dù thắng hay thua, đều được mọi người khâm phục. Đầu tiên bước ra có 5 người, 4 nam 1 nữ, Phương Lỗi ở trong số đó. Ánh mắt hắn vô cùng tự tin, bước chân vững vàng, vẻ không hề sợ nguyên ma bí cảnh. 4 người còn lại cũng đều là thiên kiêu, người nào cũng đầy nét tự tin. Nhất là nữ tử duy nhất trong số đó, nàng ta là người được mọi người nhìn vào nhiều nhất. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu lam, dung nhan cực đẹp, tay cầm một thanh phi kiếm màu lam. Người này là một nhân vật nổi danh của Tấn Quốc học phủ, Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc là thế gia ngàn năm của Tấn Quốc, Đoan Mộc Vân là trưởng nữ đời thứ 3 của Đoan Mộc thế gia, có thiên tư cực cao, gần như là người mạnh nhất của Tấn Quốc học phủ. 3 người còn lại đều không phải hạng người bình thường, bọn họ đi chung với nhau, song giữa họ lại đầy mùi tranh đấu. Đoan Mộc Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng tham gia. Cơ thể nguyên ma rất khỏe, ngươi không chủ tu thân thể, đừng để vào đó rồi bị đánh một trận tơi bời. Cơ thể bị đánh còn đỡ, nếu để gương mặt xinh đẹp như hoa kia bị đập cho tàn tạ, thì rất là phí của trời. Một nam tử mặc đồ đen lên tiếng nhắc, giọng rất vui vẻ. Lo cho ta, chẳng bằng tự lo cho các ngươi còn hơn. Tới bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ viên mãn, đúng là một đám phế vật. Đoan Mộc Vân mở miệng đáp trả. Cơ thể nàng đúng là không mạnh, nhưng nàng đã ngưng tụ giả đan, chính là đã đạt nửa bước kim đan, chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể ngưng tụ kim đan. Nghe thấy nàng trào phúng, không chỉ nam tử áo đen, Phương Lỗi cũng không nhịn được lên tiếng. Nếu cảnh giới có thể đại biểu cho tất cả, thì còn cần thiên tài làm gì? Tuy ngươi đã đạt nửa bước kim đan, nhưng chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể ngưng tụ kim đan bất cứ lúc nào, nhưng mà ta không muốn đột phá kim đan cảnh sớm như vậy. Phương Lỗi nói rất bình tĩnh, không phải hắn châm chọc Đoan Mộc Vân, hắn chỉ là đáp lại cho nàng biết. Vậy ngươi ngưng tụ kim đan đi, ta không cần đột phá, cũng đủ sức đè bẹp ngươi. Đoan Mộc Vân đáp lại ngay, nàng trả đòn rất khí phách, như một nữ cường nhân. Không cần phải vậy, đợi tí nữa nguyên ma bí cảnh kết thúc, chúng ta đánh một trận, thế nào? Nam tử áo đen chen vào. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Được, 4 người đều cùng lên tiếng đồng ý. Thiên tài tranh phong, không ai phục ai cả. Giới lãnh đạo học phủ ở cách đó không xa đều nhìn thấy hết. Không ai lên tiếng can ngăn hay khuyên răn gì cả. Thậm chí bọn họ còn rất thích thú xem loại tranh đấu này. Vì chỉ có tranh đấu mới nuôi dưỡng ra được thiên tài ưu tú, sống trong gian nan khổ cực mới có thể chết trong yên vui. Nếu không có tranh đấu, người người không có lòng cầu tiến, Tấn Quốc không thể cường đại được. Có tranh đấu mới là tốt, có tâm huyết mới là tốt, chỉ cần đừng xuất hiện thương vong, đánh đấm chửi mắng nhau là chuyện bình thường. 5 người đi tới trước mặt Lý Mạc Trình,
cúi đầu chào ông ta hết sức cung kính. Hành lễ xong, mỗi người nhận một tấm bí cảnh cổ lệnh, trên mặt sau của mỗi cổ lệnh có một con số, dựa vào con số này để tiến vào bí cảnh. Phương Lỗi rất may mắn, rút được tấm mang số 1, nên hắn chính là người đầu tiên được tiến vào nguyên ma bí cảnh. Phương Lỗi sư huynh, nhất định phải cẩn thận. Ai đó lên tiếng nhắc hắn. Nhưng hắn đã bước lên tế đàn, dáng vẻ vô cùng tự tin. Chỉ là nguyên ma thôi, Phương Lỗi có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần một quyền là giết chết. Sắc, một khắc sau, Lý Mạc Trình không nói gì, đánh ra một đạo linh quang. Một khe nứt hư không xuất hiện ở trên tế đàn. Phương Lỗi đi vào trong khe, vô cùng tự tin. Cứ như vậy, một nén nhang trước, sau núi Thanh Vân. Sau khi Diệp Bình lĩnh ngộ ra trận văn không gian, những cục đá rung lên. Sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Rất nhanh, lúc Diệp Bình mở mắt, hắn kinh ngạc. Vì cảnh tượng xung quanh giống như một sàn giác đấu, vô cùng trống trải và âm trầm. Thành công rồi, Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ ngay lần đầu thử trận pháp không gian mà thành công. Chỉ là, đây là nơi nào? Diệp Bình hồi thần, cẩn thận đánh giá xung quanh. Hắn không biết đây là nơi đâu. Đúng lúc này, một thân ảnh lao đến. Phanh phanh phanh. Mặt đất rung lên bần bật, thân ảnh kia cao chừng mấy trượng, có hình người, nhưng mà hết sức cổ quái. Toàn thân có một lớp ánh sáng màu đen bao phủ, hai mắt đỏ tươi, vung quyền, đánh thẳng vào hắn. Không tốt. Diệp Bình lập tức lùi hơn 10 bước. Hắn không biết mình bị truyền tống đến nơi nào, nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều, đánh luôn ra độ hóa kim luân. Muốn độ hóa con quái vật này, nhưng tiếc là độ hóa kim luân không độ hóa được con quái vật trước mặt. Không phải ma vật, không phải oan hồn. Diệp Bình nhíu mày. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, con quái vật hình người đã lại đánh tới, cứ như man thú ấy. Vừa lúc kiểm tra thử tu vi của mình, nhìn con hung thú đang lao tới, Diệp Bình vung quyền lên, đánh ra. Thân thể của hắn là tiểu thần ma thân. Tuy Diệp Bình không biết quyền pháp gì cao thâm, nhưng thái cổ thần ma quyết cũng có một ít truyền thừa cơ bản. Cổ quyền giết ra, quyền pháp thi triển, cả giác đấu tràng đều chấn động. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Bình đánh ra một kích toàn lực, sức mạnh khủng bố ngập trời. Chỉ một quyền đã đánh con ma đầu thành phấn vụn. Con ma vật hóa thành mây khói tức khắc, biến mất ngay tại chỗ. Đây là vật gì? Đây rốt cuộc là ở đâu? Diệp Bình cau mày, hắn không biết mình đang ở đâu. Nhưng, đúng lúc này, một khe hở xuất hiện. Sau đó, một bóng người xuất hiện. Chương 130, khỉ gió, nguyên ma mạnh không hợp thói thường nha. Trong khe hở, trong lòng Phương Lỗi rất bình tĩnh. Có lẽ trong mắt người khác, nguyên ma là vô cùng khủng bố, vô cùng hung tàn, nhưng trong mắt hắn, nguyên ma chỉ như vậy mà thôi. Là một thiên tài, Phương Lỗi hiểu rất rõ tầm quan trọng của thể tu. Hắn chẳng những cực mạnh về đạo pháp, mà về mặt thể tu hắn còn mạnh hơn, tu luyện lục cửu huyền công của đạo môn. Hắn rèn luyện bất diệt kim thân, vì hắn biết nếu sau này gặp phải phiền toái, ví dụ như đi vào vùng đất không linh, vậy hắn có thể rất trâu bò mà nói rằng: xấu hổ quá, thứ ta mạnh nhất là thể chất. Nghĩ đến cảnh ấy, Phương Lỗi không khỏi nở một nụ cười. Về phần nguyên ma, tuy Phương Lỗi chưa đánh với nó bao giờ, nhưng hắn biết nguyên ma mạnh tới cỡ nào. Hắn có tự tin rằng chỉ trong vòng 3 chiêu là đủ giết chết nguyên ma, còn nếu gặp may, chỉ cần một chiêu là đủ khiến thứ kia toi mạng. Mang theo ý nghĩ này, nụ cười của hắn càng thêm tươi. Chỉ có điều, miệng cười hơi méo. Một khắc sau, một vầng hào quang xuất hiện, một cái giác đấu tràng xuất hiện ra trước mắt. Giác đấu trận vô cùng hoang vu, phía trước nó là một nam tử nho nhã đang đứng đó. Nguyên ma, Phương Lỗi không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn, nguyên ma hẳn phải là vô cùng xấu xí chứ. Nam tử trước mắt trông cực kỳ nho nhã, khí chất tuyệt hảo, hơn nữa tướng mạo không hề thua kém hắn chút nào, làm Phương Lỗi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Phương Lỗi nhớ tới lời phủ chủ nói, liền tự nhủ trong lòng. Thật không ngờ, nguyên ma này còn biết huyễn hóa chi thuật, xem ra phủ chủ nói không sai chút nào. Hắn ngẫm nghĩ, nhìn nam tử kia chằm chằm, toàn thân đặt vào trạng thái đề phòng. Hắn không hề biết, nam tử nho nhã đang đứng trước mặt là Diệp Bình. Không sai, Diệp Bình thông qua trận pháp không gian, vừa đúng lúc bị truyền tống vào nguyên ma bí cảnh. Trong nguyên ma bí cảnh,
Diệp Bình nhìn nam tử áo tím vừa hiện ra trước mặt. Hắn tò mò, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ mở miệng hỏi. Xin hỏi đạo hữu, đây là nơi nào? Diệp Bình tò mò, hắn không biết mình đang ở đâu, không biết đối phương là ai, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương thì hẳn là một người tài giỏi. Diệp Bình hỏi xong, Phương Lỗi chẳng những không trả lời, mà còn nhìn hắn đầy hứng thú. Đạo hữu, ta chỉ là vô tình rơi vào đây, thật là có lỗi, mong đạo hữu giải thích nghi hoặc giúp. Diệp Bình không biết tại sao đối phương lại nhìn mình với ánh mắt như thế, nhưng hắn vô thức tưởng lầm là mình xâm nhập vô nhà người khác, nên bày tỏ áy náy. Giả vờ giả vịt, nhưng Phương Lỗi thu hồi ánh mắt hứng thú, thay vào đó là sự lạnh băng. Trong mắt hắn, Diệp Bình là nguyên ma, đang giở trò lừa gạt mình, để mình lơi lỏng đề phòng, sau đó đánh lén mình, nhưng tiếc là mình đã khám phá ra rồi. Đạo hữu như thế là ý gì? Diệp Bình khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được đối phương có địch ý, còn giả vờ, muốn ăn đòn. Phương Lỗi ra tay đánh tới, toàn thân hắn phủ một lớp ánh sáng màu vàng, hóa thành một pho tượng chiến thần, quyền pháp mạnh mẽ, khí thế vô địch. Oanh! Dao động linh khí ồ ạt tỏa ra khắp xung quanh. Đối phương đã ra tay thật, không hề có ý giấu giếm sát ý trong mắt. Diệp Bình lập tức lùi hơn 10 bước, hắn không muốn đánh nhau với đối phương. Dù sao cũng là do mình xâm nhập vào trong nhà người ta, là mình làm sai trước, nên hắn chỉ tránh né công kích của đối phương, nói tiếp. Đạo hữu, tại hạ quả thật là chỉ vô tình đi vào đây thôi, thực sự không phải là cố ý, chỉ cần cho tại hạ nửa canh giờ, tại hạ sẽ lập tức biến mất, mong đạo hữu thứ lỗi. Diệp Bình giải thích là mình làm sai trước, hắn không thể ra tay. Nguyên ma, đừng có giở trò nữa, ta đã nhìn thấu trò hề của ngươi, ngươi phải chết. Phương Lỗi lên tiếng, vung quyền giết ra, khí thế vô cùng hung mãnh, bước tiến của hắn cực kỳ đáng sợ, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất, quang mang màu vàng tràn ngập khắp thân thể như thiên thần hạ phàm. Người này rất mạnh, ngoài Tư Không Kiếm Thiên và Đại Sư Huynh, Diệp Bình chưa từng thấy ai mạnh hơn người này. Đạo hữu đã hiểu lầm, ta không phải là nguyên ma gì hết, ta chỉ là bố trí trận pháp không gian, không cẩn thận xâm nhập vào nơi đây, nếu đạo hữu không tin, thì đợi chừng nửa canh giờ, là sẽ hiểu. Diệp Bình tiếp tục né tránh, dù đối phương rất mạnh, nhưng hắn rất tự tin, nhất là cận chiến, sau khi tu luyện Thái Cổ Thần Ma Thân, hắn không sợ đánh cận chiến với bất kỳ ai hết. Chung quy Diệp Bình không muốn ra tay, hắn không muốn làm hiểu lầm càng thêm sâu, giải thích rõ ràng được là tốt nhất. Phanh phanh phanh. Nhưng Phương Lỗi không hề đáp lại, chỉ không ngừng vung quyền đánh tới, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đầy sát ý. Đạo hữu, bình tĩnh đã. Diệp Bình tiếp tục mở miệng, nhưng Phương Lỗi không đáp, thậm chí quyền ý còn tăng thêm, không phải giống đánh nhau, mà giống như chém giết. Đạo hữu, tuy ta xâm nhập nơi đây là làm sai trước, nhưng đạo hữu lại nhất quyết không buông tha người, thật là quá đáng. Nếu đạo hữu đồng ý dừng tay, ta sẽ xin lỗi ngươi, nhưng nếu đạo hữu không nghe giải thích, đừng trách tại hạ ra tay. Liên tục bị Phương Lỗi bức lui, Diệp Bình cũng phát bực. Bồ Tát cũng có ba phần lửa, cứ một mực bị người ta đuổi đánh, Diệp Bình cũng thấy tức giận, tuy là mình làm sai trước, nhưng sao không thể có gì từ từ nói chuyện đàng hoàng với nhau. Mình một không ăn trộm, hai không phá hoại, ra tay giáo huấn một chút cũng được, nhưng có cần chiêu nào chiêu nấy đều đầy sát ý muốn giết như vậy không, thật là quá đáng. Đừng diễn nữa, ra tay đi, nếu vẫn không ra tay, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Phương Lỗi lên tiếng đáp trả, ánh mắt vô cùng ngạo nghễ, nhìn Diệp Bình, đầy lãnh ý. Được, nếu đã nói đến nước này, Diệp Bình không cần nói thêm gì nữa. Diệp Bình đổi thủ thành công, thần ma cổ quyền đánh ra, nhìn như bình thường không có gì ghê gớm, nhưng lại chất chứa rất nhiều chiêu thức. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể Diệp Bình, linh khí màu đen nhàn nhạt quấn quanh cơ thể, giờ khắc này Diệp Bình như hóa thân thành thần ma. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn đã tăng vọt lên vô số lần. Tốt, dùng toàn lực đi, ta chính là muốn một trận chiến như vậy đó. Thấy Diệp Bình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Phương Lỗi càng thêm hưng phấn. Hắn giơ nắm đấm, xông tới. Diệp Bình cũng vung quyền, tốc độ hai người cực nhanh, như một tia chớp, nhưng rõ ràng tốc độ của Diệp Bình nhanh hơn Phương Lỗi không ít. Oành, một tiếng nổ vang trời, ầm vang như tiếng sấm. Trong giác đấu tràng, cát bay đá chạy, lấy hai người làm trung tâm, đất đá xung quanh thi nhau rạn nứt. Giặc giặc, Phương Lỗi biến sắc. Qua một quyền va chạm với Diệp Bình,
hắn có cảm giác như đánh vào thần thiết. Xương tay hắn đã vỡ, mà Diệp Bình lại thản nhiên như không, như một thần ma vô địch. Bịch, Phương Lỗi bay văng ra ngoài, hắn bị thương rồi, nhưng không nặng lắm. Đạo hữu, ta không định làm ngươi bị thương đâu, có cái gì? Sau khi đánh bay Phương Lỗi, Diệp Bình tiếp tục lên tiếng, hắn không hề muốn làm Phương Lỗi bị thương, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nhưng lời còn chưa nói xong, Phương Lỗi đã lại đánh tới, lần này, khí thế còn hung hãn hơn lần trước. Bất diệt kim thân, bá vương quyền. Cả người Phương Lỗi chìm trong ánh sáng vàng rực, khiến hắn trông như một người vàng, trong mỗi quyền đánh ra mang theo quyền ý vô cùng hung mãnh. Đây là một kích toàn lực của hắn. Hắn muốn chấm dứt trận đấu này. Vì hắn cảm thấy, một kích vừa rồi chính là toàn lực của Diệp Bình. Nhưng trên thực tế, vì không muốn tổn thương hắn, Diệp Bình chỉ dùng có chừng 3 thành thực lực mà thôi. Có cần phải như vậy không? Nhìn một quyền Phương Lỗi đang đánh tới, Diệp Bình thật sự phiền muộn và bực mình. Đã nói chỉ là đi nhầm mà thôi, sao cứ mãi không chịu? Nghe vậy, được, ngươi không chịu nghe đúng không? Vậy thì ta đánh cho tới khi nào ngươi chịu nghe. Nghĩ vậy, Diệp Bình dứt khoát không thèm nói nữa, vung nắm tay, thi triển quyền pháp, ngưng tụ ra thái cổ thần ma chi ý. Giống. Lúc này, khí huyết của Diệp Bình hóa thành một lò lửa, trong người vọng ra những tiếng rồng ngâm, âm thanh cực kỳ vang dội. Khí đen tràn ngập, hắn như biến thành một thần ma thật sự đè tới. Phanh, hai người va chạm lần nữa. Phương Lỗi lập tức bị đánh bay, lần này, cả cánh tay hắn đều bị gãy, bị trọng thương, phun máu giữa không trung. Phương Lỗi bối rối, nguyên ma này mạnh không hợp thói thường. Các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.